quá rồi. Chúc chúc mừng năm mới và happy new year. Ủa vô chưa, like chưa? Ủa vô like rồi hả? Chị nhấn rồi mà. YouTube then. Bị lag rồi, bị lag lag lag. Chúng ta like. Surprise surprise. Tất cả mọi người rất là trông chờ vào cái này. Eva con ồn quá, con ồn. Cho mẹ nói con ồn quá. Trật tự. We are live already, just mommy laptop is lagging. Các bà Eva này bà ồn ào. Trời ơi, mọi người hoàng hôn. Mọi người hoàng hôn theo kiểu trời ơi, chị Nhi livestream hôm nay, chị Nhi livestream đặc biệt quá, rất là đặc biệt. Bà Eva bà phải chào YouTube trước cho để cho bà chào cho xong rồi cho bà đi ngủ nha, rồi xong tụi mình mới được nói chuyện với mấy anh chị còn lại nha. Dạ. Yeah. Dạ yeah, Eva, can you say quick one and then I can go with my live stream. Say good night. Good night Facebook. Good night YouTube. Good night TikTok. Okay, and good night mấy anh chị. Huh? Good night mấy anh chị. Good night, okay, rồi, go. Đi đi con. No, to say good night first. Good night. Okay, bye, bye bye. Sleep well. Xin lỗi nha mấy đứa, Segi hơi bị Segi cần có sự công nhận của đám đông, Segi cần được mọi người nhìn thấy và đặc biệt 88 livestream số 88 nên hôm nay chúng ta sẽ 888 nha. Yeah, hôm nay rất là 8 đặc biệt. Mấy đứa TikTok không hiểu 8 gì thì qua YouTube nha. Chị Nhi đang live với lại 9 gương mặt nữa, tổng cộng là 10 gương mặt ở trên màn hình. Bất ngờ không? Chơi là phải chơi vậy chứ, vậy bất ngờ rồi. Nếu như các bạn đã coi livestream của Nhi từ rất lâu và các bạn luôn thắc mắc là bà Nhi bà cứ hay nói team Nhi Lê là cái quần què gì, team Nhi Lê hoài vậy. Dạ. Tại vì cái màn hình của Zoom á, cái màn hình của StreamYard á, nó cho em để được có 10 con người ta à. Cho nên hôm nay em chỉ đem lên được đây 9 đứa trong team của em. Cái này cũng là sổ số kiến thiết thôi. Sáng sớm em đăng lên, em kêu là đứa nào tối nay vô livestream với chị Nhi được thì nhào vô. Cái xong đứa nào vô trống mánh thì lên được đây với chị Nhi thôi. Rồi, như thường lệ, bởi vì trong team Nhi Lê có một cái thói quen, đó là cái văn hóa của Nhi tạo ra, đó là trước mỗi cái cuộc họp, trước mỗi cái buổi gặp gỡ, trước khi team muốn làm bất cứ cái gì thì nó có cái gọi là what you feel like saying. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu what you feel like saying, bởi vì đây là lần đầu tiên tụi nó livestream cho nên tụi nó run lắm. Mặt mũi đứa nào cũng sáng sủa vậy chứ, ở trong run cầm cập trong đó. Cho nên để giải quyết cái vấn đề đó, chị Nhi sẽ là người đầu tiên để làm what you feel like saying. À, còn một đứa nữa sao có những chưa có nhảy lên vậy, trời đất ơi má, mấy cái con sụn sụn nó vô nó kêu là trai đẹp không, tụi mày đi ra mấy cái con mê trai đi ra, chưa có cửa đi ra. Rồi, what I feel like saying, chị rất là tự hào hôm nay được khoe tim của chị một số gương mặt thôi. Những cái livestream kế tiếp chị Nhi sẽ đem nhiều bạn khác lên nữa, nếu như mấy bạn đó chịu camera, tại vì không phải đứa nào cũng chịu camera đâu em. Năn nỉ ý ôi tụi nó mệt mỏi lắm, phiền phức lắm. Tại sao chị Nhi làm cái điều này? Tại vì chị Nhi muốn cho tụi em biết được là phía sau lưng những cái thành quả mà chị Nhi làm video, các video đăng và tất cả kênh của chị Nhi, đây chính là những người anh hùng những anh hùng không còn tí hôn nữa, tí hôn nữa, những anh hùng cũng lớn hết rồi. Nhưng mà chị Nhi rất là tự hào về tụi nó, tại vì tụi nó tự học và làm ra được cái những cái thứ này em. Đó là điều mà chị nghĩ là phải tự hào về tụi nó. Ok, rồi, that's what I feel like saying. Rồi người kế tiếp, Nga, what you feel like saying? Chào chị Nhi và chào mọi người, chào các bạn đi xem livestream. Hôm nay nghe cảm thấy rất là hồi hộp, lần đầu tiên đem cái mặt lên public. Hồi hộp từ sáng tới giờ. Chị như thế rồi chị. Trời ơi, có cái quần gì đâu mà hồi hộp. Đường nào người ta chẳng biết mày là ai. Cuộc đời sau này rồi cũng phải, rồi mình cũng không có né được đi đâu đâu mấy đứa, rồi người ta cũng biết là mình là ai đó, nghe không? Rồi, người kế tiếp. Em mời anh Danh. Danh, what do you feel like saying em? Chào chị Nhi, chào mọi người và chào các bạn đang xem livestream. Hôm nay thì là một ngày rất đặc biệt với Danh, vì Danh được public bản thân mình. Cảm thấy rất là vui và mong chờ cái buổi livestream này. Mời Thuyết. Yeah. Tụi mày tin trong này có trai đẹp chưa? Trai đẹp không?
Danh gọi tên em đây, trời ơi mấy cái con mê trai, trời đất ơi, chết 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 chết. Huê, what you feel like saying em? Dạ chào chị Nhi, chào tất cả mọi người ở YouTube. Em bị kêu vô phút 90. Ngày hôm nay của em rất là vui. Em sẽ em học xong rồi giờ lên livestream với mọi người thôi. Dạ. Thằng Huy nó vẫn ở trong lớp vô duyên nghe mấy đứa, nó vẫn chưa có kết thúc cái lớp vô duyên của nó, cho nên là tụi mày thông cảm cho nó. Ok, khi nào nó hết vô duyên tao sẽ thông báo lại để tụi mày để nó đi tiễn vợ, thì tao sẽ cho tụi mày slot nghe. Rồi người kế tiếp sau Huy, em muốn ngồi chung lớp với em Trường. Trường, what you feel like saying em? Oh, hello, hey, hello everybody and TikTok nè, YouTube nè, cái gì Facebook nữa, trời ơi, fanpage nữa, oh my god. Hôm nay được gặp lại các bạn. Mình mình cũng lên đây lần rồi, không biết là các bạn nhớ mình không? Không ai nhớ mày đâu, mày nhanh gọn lẹ đi cái thằng tàu lao, nhanh. Thì hôm nay hôm nay em được vẽ, hôm nay được vẽ tranh của chị. Trời ơi. Mọi người cứ đón chờ cái bộ sách sắp tới nha, rất là nhiều thứ hay ho. Bộ sách sắp tới của chị Nhi được góp mặt bởi họa sĩ Trường. Trường sẽ vẽ tranh cho sách của chị Nhi. Wow, đặc biệt chưa? Rồi, nhớ nghe không, chia sẻ, share, like, subscribe để mà đón đọc bộ sách 12 tháng của chị Nhi nha. Cảm ơn Trường. Người kế tiếp. Còn ai chưa nói nữa? Thiện đi. Thiện của trời. Thiện. Hôm nay em chào mọi người. Hôm nay của em này rất là vui khi được lên một cái kênh YouTube với chị Nhi. Với lại ngày hôm nay của em hồi hộp nữa. Khi lần đầu được lên livestream. Lần đầu được lên livestream mà đông người coi tới vậy chị. Tao cho tụi mày hiểu cái cảm giác của tao mỗi tối ngồi livestream lần sau, hiểu không? Chứ tụi nó tưởng dễ lắm, ngồi trước cả mấy chục ngàn con người coi tao, rồi mày nhìn thấy dễ không nha. Cảm ơn Thiện của chị. Em mấy đứa, Thiện là editor chuyên nghiệp của team chị đó, làm việc Thiện với Danh. Trời ơi, thấy không, đẹp trai sáng sủa con Ngô Tuấn Tú. Đặt gạch đi mấy đứa, đẹp, đặt gạch đi, tao bắt đầu đi lượm gạch nha. Đó, tao cho tụi mày xếp hàng hết. Má, trời ơi, ngó gái nó bu kìa. Mấy cái con này đừng có làm cho tụi nó sồn sồn, tụi nó không làm việc được. Người kế tiếp ai nữa? Hoàng Anh, what you feel like saying em? Dạ, yeah, thì hôm nay của em cũng bình thường như mọi ngày. Tim em đập bịch luôn. Trời, em có gì đâu đập em. Lên đây lên đông nó mới vui, lên một hai người nữa không có vui, lên đông nó mới vui. Thôi cho nó thở xíu đi rồi. Cho nó thở xíu đi rồi lại lôi nó vô. Tuấn của chị, what you feel like saying em? Em chào tất cả mọi người, chào mọi người đang xem livestream. Em là Tuấn, hôm nay cũng ngày bình thường thôi, nhưng mà tự nhiên đến gần cái giờ live á, mình càng ngày càng run, nhưng mà vô đây thấy được mọi người cũng vui, cũng lần đầu tiên được làm người nổi tiếng. Vậy chị Nhi ép là người nổi tiếng. Chù sáng tao làm trò lắm, tao kêu tụi mày sớm muộn gì tụi mày cũng phải đơm mặt lên thôi, đơm sớm hay đơm muộn thì cũng bị tao lôi lên thôi, tụi mày phải lên hết đi, thấy không đó. Dũng cảm lên, lên online thôi mà, cái quần gì đâu. Thi, what you feel like saying em? Em chào chị Nhi và mọi người và các bạn đang xem livestream. Thì em rất là hào hứng, tại vì em ít khi lên public, thì em cũng ngại lên public. Và ngày hôm nay thì em edit video đăng Miss Nhi. Mọi người nhớ theo dõi Miss Nhi nha. Thứ sáu, tối 6 hàng tuần có vì sub cho mọi người yên tâm. Trời ơi, tụi nó nhân cơ hội lắm, lên sóng cái là nó quảng cáo liền, tại vì mỗi đứa là lead mỗi tổ, cho nên tổ nào mà làm ăn sóng nhân là bị Nhi chửi, cho nên nó nhân tiện mượn sóng và Nhi quảng cáo luôn đi chứ không. Rồi Thùy, trước khi what you feel like saying, đóng phạt nghe con quỷ, bà nội cha nó nghĩ sao nó đi vô mà có được còn đi vô trẻ nữa, trời đất ơi, leader cái cục cất gì kỳ cục vậy bà nội. Đóng phạt rồi, what you feel like saying sau khi bị đóng phạt? Yeah. Đóng phạt thì nó là cái chuyện bình thường rồi chị, quen rồi. Ngày hôm nay của em thì cũng vui, cũng rung đó chị, nói chung là rung lắm. Tại vì là nói chuyện làm như lần đầu nhiều, nổi tiếng chưa bao giờ lên livestream hết á.
Em thì hôm nay không gì để nói trơn. Ý là một ngày hôm nay của em nó bình thường lắm, nó trôi qua rất là vui vẻ, rất là thuận lợi. Sắp chốt được deal nữa chị Nhi. Sắp có hợp đồng chết cha. Học với chị Nhi mà cứ tiền vô kiểu này, đừng có nói lớn quá mấy đứa ngồi kia ganh tị nghe mày. Nha, nói nhỏ nhỏ thôi mấy đứa ngồi kia ganh tị. Rồi. Hôm nay chị Nhi làm chị. Sắp còn cái nữa. Còn nói đi. Sắp nói tới đi. Là kênh sắp tới là Nhi Lê Fanpage, Nhi Lê Team Fanpage sẽ phát triển rất là rầm rộ, thì mọi người nhớ đón xem và ủng hộ nhiều cái project mới của team nha. Cảm ơn mọi người. Nó lại mượn sóng kênh tao để quảng cáo cho cái việc của tụi nó. Trời đất quỷ thần ơi, mấy cái con này. Trời đất ơi, kỳ cục vậy. Rồi, hôm nay chị Nhi sẽ cho tụi em được cơ hội hỏi bất kỳ câu hỏi gì mà tụi em tò mò về cái back end hay còn gọi là cái công việc hậu trường. Và hôm nay cũng là ngày mà team của chị muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những các bạn khán giả đã luôn coi kênh của chị Nhi, đã luôn ủng hộ kênh của chị Nhi thầy tắt tiếng. Đã luôn coi kênh chị Nhi, ủng hộ kênh của chị Nhi và support những các bạn mà phía sau hậu trường để làm được cái kênh YouTube Nhi Lê như vậy. Ok, cái phần cảm ơn đó thì đến phút cuối. Còn bây giờ chúng ta sẽ vô cái phần quẩy và phần lầy trước. Hôm nay rất là bất ngờ, team của chị Nhi không hề biết chị Nhi chuẩn bị câu hỏi gì hết. Tụi mày chuẩn bị lầy với tao chưa? Hôm nay tao chuẩn bị rất nhiều câu hỏi để mà tao chơi sóng má với tụi nó. Tao kiểu, ôi tụi mày đi đặt câu hỏi cho tao biết rồi. Bây giờ tao cho tụi mày trả lời câu hỏi lại cho tụi mày biết cảm xúc của người bị trả lời câu hỏi. Được chưa? Rồi. Sau khi chị Nhi trả lời, chị Nhi đặt câu hỏi cho tụi nó xong và tụi nó trả lời xong, sẽ tới lượt trả lời câu hỏi dành cho khán giả. Và ở khúc này, mấy thằng mê gái được phép hỏi mấy con đẹp. Mấy thằng mê gái được phép hỏi mấy con, còn mấy con mê trai á thì được phép hỏi mấy thằng. Rồi, được chưa? Rồi, ready chưa mấy đứa? Luật rất là đơn giản, chị Nhi sẽ đặt câu hỏi và cứ theo cái dòng thôi. Tao nhìn trên màn hình tao thì bắt đầu từ Hường Trường. Trường tới Nga, Nga tới Danh, Danh tới Thiện, Thiện tới Thùy, Thùy tới Huê, Huê tới Thi, Thi tới Tuấn, Tuấn tới Hoàng Anh. Được chưa? Cứ hết con Hoàng Anh thì trở lại Hường Trường. Có ai không hiểu? Hiểu hết ha? Rồi. Và đây là câu hỏi ngẫu nhiên, nghĩa là tao không có hề sắp xếp, tao cũng không biết trước đứa nào ngồi đâu để phải trả lời hết. Cho nên đứa nào trúng cái câu nào phải trả lời câu đó. Tụi nó mà không trả lời, đóng phạt 2 đồng. Trời ơi, lên đây tưởng đâu livestream cho vui, ai ngờ bà cũng chụp đầu đóng phạt tiếp. Tao đang thiếu tiền làm web mày ơi. Tao gom tiền tao làm web. Tao nhân cơ hội tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Rồi. Ready chưa Trường? Trường sẵn sàng chưa? Mở mic. Yeah, ai yeah, không yes. Là triệu phú. Vô, rồi. Câu hỏi đầu tiên. Kể tên một đồng nghiệp hay còn gọi là đồng đội của em có khả năng sống sót khi thoát khỏi khi bị kẹt ở đảo hoang nhất. Em nghĩ anh Kiền. Em nghĩ là anh Kiền. Anh Kiền. Rồi, anh Kiền là câu trả lời đầu tiên của bạn Trường. 1 điểm vô. Rồi, người thứ hai Nga. Nếu có cơ hội làm chị Nhi trong một ngày, điều đầu tiên bạn làm là gì? Chơi với Eva chị, em nay con biết. Trời ơi, má bánh bèo hoa hậu thân thiện. Đi ra. Danh, câu của em là nếu bạn gặp bất kỳ một nhân vật mà bạn thần tượng nào đó và chọn người đó làm đồng đội của mình, đó là ai? Chị Nhi. Trời ơi, Minh Hạnh quá, siêu quá. Vô kèo luôn, hỏi câu vậy vô kèo luôn. Rồi, tới Thiện. Thiện ơi, cho chị hỏi, bạn nghĩ điều gì thật sự giúp các bạn trong nhóm Nhi Lê vẫn làm việc tốt từ xa với nhau? Dạ, hỏi chị là tình đoàn kết. Tình đoàn kết. Tình đoàn kết làm cho những bạn trong team Nhi Lê làm việc dù mặc dù rất là xa. Cảm ơn Thiện. Một câu hỏi và một câu trả lời hơi bị hoa hậu thân thiện, nhưng mà tại vì mới warm up cho nên ok. Ok, rồi câu thứ năm. Là người thứ năm là bạn Thùy. Thùy của chị. Bạn nghĩ đồng đội nào của bạn nên tiếp tục làm YouTube nếu như lỡ ngày mai chị Nhi cần người kế ngôi? Tức là đồng đội của bạn. Dạ. Đó. Em. Tao vậy, tao thích cái câu của con Thùy. Thùy, tao sẽ train mày. Mày take over tao nha. Cảm ơn Thùy. Rồi mấy đứa nhớ nghe, khúc này tao cắt video rồi nghe.
tao cắt video tôi yếm hàng à, ít bữa tao nghĩ phép nó lên làm. Rồi người kế tiếp Huê, công việc mơ ước khi còn nhỏ của bạn là gì? Dạ là cái bây giờ em học luôn bác sĩ. Vậy em còn thích cái đó không? Dạ còn, em suy nghĩ kỹ rồi. À, tốt rồi. Thấy chưa, những cái câu hỏi này là những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ biết nhiều hơn về tổ admin và tổ back end của chị Nhi đó mấy đứa. Rồi người kế tiếp, Thi. Thi ơi, câu hỏi của em là điều đáng nhớ nhất mà bạn đã được mua với mức lương đầu tiên của bạn là gì, hoặc là tiền lì xì, hoặc là tiền ai đó cho, đại loại là lần đầu tiên có tiền đó. Dạ là em mua cái vợt, thì đó là tiền em tự làm ra và cái vợt nó rất mắc. Thì đó là mua cái gì mà em nhớ nhất. Vợt hả? Mua cái vợt. Vợt hả? Vợt. Trời ơi. Dạ. À Thi nó giỏi chơi cầu lông lắm nghe mấy đứa. Đứa nào thích đánh vợt đề nghị liên hệ cá nhân với Thi. Cảm ơn Thi. Câu cái tiếp Tuấn. Nhìn chung điều bạn thích nhất ở đội của mình là gì? À, chị là mọi người đều có tinh thần đoàn kết và rất là chia sẻ với nhau, tôn trọng nhau. Cảm ơn em. Hoàng Anh, bạn cảm thấy thế nào về thời gian được trải nghiệm và làm việc tại Team Nhi Lê? Dạ em cảm thấy như là một ngày 24 tiếng không còn đủ nữa chị. Nghe vậy người ta tưởng là tao bạo lực tụi mày trong này sao một ngày quá đáng. Rồi mọi người đã bắt đầu hiểu vấn đề chưa? Đó, rồi nó cứ đi vòng vòng vậy thôi, cứ đến một vòng các bạn sẽ hiểu hơn về Team Nhi Lê bằng những câu hỏi này đó. Rồi chúng ta lại quay trở lại với Trường. Trường ơi, hoạt động team building nào mà chị Nhi làm ra mà bạn yêu thích nhất trong Team Nhi Lê? Team building à? Oh, cái đợt chơi tình nguyện viên á, chơi game tình nguyện viên là em thích nhất cái đợt đó. À, nó thích chơi game. Cái gì liên quan đến tiền là Trường thích. Ok, rồi hiểu. Nga, câu hỏi của em là tóm lại công việc tồi tệ nhất mà bạn đã từng nghe nói đến đó là công việc gì? Tệ nhất ở trong Nhi Lê Team hay là ở ngoài chị? Là như thế nào? À, cả cuộc đời của em á, cái công việc mà em nghe em thấy nó tệ hại nhất mà em từng nghe. Không có. Ok, dạ. Rồi Danh, thành viên nào trong các nhóm của bạn có khả năng lên hoang đảo và không cần đồng đội nào hết, tức là lên núi ở mình á? Nói tóm lại cái câu đó là trong team của em ai là cái đứa có khả năng cao nhất lên núi và ở một mình và không cần ai hết? Sớm chị. Sớm là team web. Chị nghĩ chắc đúng. Cái này chị cũng đồng ý. Chị nghĩ chắc đúng. Cái này đúng quá. Chắc Sơn là đúng quá. Xin lỗi Sơn, nếu em coi đến khúc này anh em của em nó giết em chứ chị không có làm gì. Rồi người kế tiếp Thiện. À, lời khuyên tốt nhất mà bạn nhận được từ bất kỳ một người nào đó trong team Nhi Lê là lời khuyên nào? Và ai là người cho bạn lời khuyên đó? Dạ chị là chị Hương. Còn lời khuyên là giúp em cải thiện bản thân hơn á. Em cái lời khuyên đó là lời khuyên lúc đó là em kiểu nói chuyện với mấy anh chị lớn á mà không có tôn trọng á, nên là chỉ khuyên em nên là em sửa lại. Cảm ơn Thiện. Mấy đứa thấy được cái sự trưởng thành của một người khi mà người ta chịu nghe lời khuyên, người ta take feedback và sau đó người ta thay đổi và người ta nâng cấp bản thân. Đó là cái hay ở trong team Nhi Lê của chị. Cảm ơn Thiện của chị. Thùy, theo bạn ai là người có tính cách dùng từ hoàn hảo thừa quá, ai là người có tính cách ổn định ổn nhất để mà làm cái người dẫn chương trình trò chuyện với chị Nhi, ví dụ như trở thành người phỏng vấn chị Nhi trong team Nhi Lê? Ví dụ mà em nói em là có tự tin quá không chị? Không, mắc gì tự tin. Trời ơi, mày điên hả? Đã lên tới đây rồi còn sợ gì? Thùy tiếp em. Câu trả lời thứ nhất và câu thứ hai đều là Thùy nghe mấy đứa. Cắt khúc này cho tao. Tao sai nó làm hết. Cắt khúc này. Rồi Huê,
lời khen tốt nhất mà bạn nhận được từ một người nào đó trong team Nhi Lê là gì? Lời khen em được mọi người khen là phỏng vấn tốt, cái cách phỏng vấn của em đi lên á, thì cái đó là cái lời khen. Ý là có phát triển đó phải không? Dạ đúng rồi. Rồi thì món ăn yêu thích nhất của bạn mà mọi người ghét, tức là đa phần người ta ghét cái món đó mà riêng em thích. Em không có, thì em dễ ăn không? Nhưng mà món em ghét là nhiều người thích, nhưng mà ngược lại món em ghét là nhiều người thích. Món nào dạ em không thích ăn sầu riêng. Trời ơi, không em, có khi nó cũng tốt, mày ăn tay ok hợp được em, sao kiếm vòng tay ăn thôi, không có gì hết. Rồi câu kế tiếp cho Tuấn. Trong phần đời còn lại của mình, bạn có thể chọn một thành viên trong nhóm duy nhất để làm việc đến bạn đến cuối cuộc đời, thì người đó là ai tại thời điểm bây giờ bạn chọn? Sau này mày có thể đổi. Được chứ sao không? Được chứ. Tụi sao tụi mày chọn tao không vậy tụi mày? Em hỏi này câu hỏi thôi mày. Trời ơi, nó tranh thủ dễ sợ, không có ai mà trong tranh thủ bằng á. Rồi cảm ơn Tấn của chị Hoàng Anh. Dạ. Điều tồi tệ nhất khi làm việc tại nhà mà bạn phải đối mặt là gì? Tức là làm việc tại nhà trong cái thời Covid á, cái điều gì mà bạn không có thích á, với lại cảm thấy phiền phức á? Dạ không có đèn sáng. Không có đèn. đau đớn. Đề nghị tổ admin mua thêm đèn cho Hoàng Anh leader, tại vì Hoàng Anh lead không có đủ ánh sáng khi làm việc. Rồi Trường quay trở lại với em. Dạ. Hãy cho khán giả biết là trong team em ai là người mít ước nhất. Oh my god, ai à? Cô này suy nghĩ à, em Nga, em nghĩ là Nga em thấy mít ước nhất. Em Nga miểu nhanh lắm. Nga miểu cực chết rồi. Nga méo cực kỳ nhanh, nhưng mà Nga méo không ai thấy hết. Sau khi Nga chùi nước mắt vô xong, Nga mới vô xong rồi tất cả đều nhìn thấy mặt Nga sưng lên, chứ không được ai nhìn thấy Nga khóc hết, nhưng mà nhìn nó thấy mặt Nga sưng. Rồi cô gái hay méo trong mắt của Trường, tới lượt em. Điều tuyệt vời nhất khi làm việc tại nhà là gì em? Tuyệt vời nhất khi làm việc tại nhà hả chị? Tức là working from home á, tức là bây giờ Covid nè, em làm việc tại nhà nè, em đâu có đi ra đường. Em thấy cái gì cũng tuyệt vời á, mặc dù không gặp mọi người nhưng mà có thể trao đổi bất cứ cái gì với mọi người, và em thấy là work from home vẫn hiệu quả. Một cô gái positive phát biểu. Rồi danh của chị lại trở lại với em. Nếu phải nói chuyện với một nhân vật hoạt hình suốt quãng đời còn lại, em sẽ chọn ai? Nhân vật hoạt hình. Chị là chị biết chị chọn ai rồi đó. Naruto chị. Naruto hả? Naruto nó có cái gì mà mày thích vậy? Tại vì Naruto kiểu có nhiều người yêu chị. Ok. Rồi, anh Danh đang mở sòng bài đại loại như vậy đó, đứa nào thích đánh bài thì vô nhảy, xong là anh Danh mở sòng đó. Chị biết câu này không dành cho chị, nhưng mà tự nhiên tao thích trả lời vậy đó. Chị sẽ nói chuyện với Doraemon, tại vì cái túi của Doraemon rất là thần kỳ. Chị mà có nó mỗi ngày, chị sẽ biểu nó đưa cho chị được một đống thứ, ví dụ như đưa cho tao cái thằng làm web giỏi cái này, đưa cho tao cái bàn làm việc này, đưa cho tao này kia, là tao giải quyết được bao nhiêu vấn đề. Nên nếu mà hỏi chị sẽ chọn Doraemon, tại vì thích cái túi của nó. Rồi Thiện, nếu được chọn người giỏi nhất trong công việc tồi tệ nhất, tức là công việc đó em không có khiếu, hoặc là trở thành người làm kém nhất trong cái công việc mơ ước của em sẽ chọn cái nào? Dạ em chọn người giỏi nhất trong công việc. Người giỏi nhất trong công việc mà em kém nhất. Dạ. Rồi cái việc gì em kém nhất? Việc em kém nhất là giao tiếp gì? Đúng, câu này hay nè. Tức là để có động lực để mà mình phải nỗ lực để mình học một cái gì đó mới. Giỏi Thiện, cảm ơn em.
Rồi, quay trở lại với thầy của chị. Điều xấu hổ nhất mà bạn đã từng làm là gì hả Thùy? Ở trong tim hả chị? Ở đâu cũng được á. Lên tới đây rồi thì ở đâu cũng được. Điều xấu hổ nhất hả? Bị bồ đá. Trời ơi, bị bồ đá ai nhỉ? Xấu hổ với chị. Nó đá. Đúng rồi, ngày xưa đá người ta, cứ bị người ta đá lại. À, ăn ở đó thì cái chơi phải có chơi có chịu thôi chứ sao giờ. Rồi Huê, cậu kế tiếp. Một truyền thống đặc biệt của gia đình bạn mà bạn rất là thích. Dạ là không có chụp hình đó, ngày Tết. Tết vậy không có chụp hình, không có kiểu fan, không có gì hết. Tết là để relax á. À ok. Dạ. Rồi Thi, tất cả những điều đã cân nhắc và lời khuyên tồi tệ nhất mà bạn đã làm theo và bạn hối tiếc về vì làm theo cái lời khuyên của một ai đó, đó là cái gì? Chờ chị nhắc lại được gì? Đại loại là có ai đó khuyên cho em một cái gì đó ngu ngu, xong em còn làm theo nữa, sau đó em tiếc là tự nhiên tại sao em nghe lời khuyên của nó. Nhiều quá chắc chắn là trời ơi. Một câu trả lời xuất sắc, tại vì nếu bạn đã từng ở với một đám bạn ngu dốt và đần độn thì cái chuyện mà nhiều quá không nhớ hết. Đi vô đây là chưa có phải không? Đi vô đây là chưa có bị tụi nó chưa bị tụi nó phong tỏa phải không? Chưa. Dạ, đang học. Tuấn, câu của em, theo bạn, bạn thích cái chương trình truyền hình thực tế nào nhất và vui nhất tại thời điểm này mà bạn đang coi? Chương trình truyền thực tế em không coi nữa, nhưng mà nếu mà đây là một chương trình truyền hình thực tế thì em thích chương trình của chị Nhi nhất. Ừ, mấy đứa đừng có quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh Nhi Lê, bởi vì sau lưng kênh Nhi Lê là nguyên một team tổ rất là thích kênh của chị Nhi rồi đó. Rồi tụi mày đã thích chưa? Chưa thích chia sẻ liền đi mấy bà mấy má. Rồi Hoàng Anh, tới em. Dạ. Hãy kể tên một hoạt động xây dựng đội nhóm mà bạn thầm ghét, không cần nhất thiết phải trong team Nhi Lê, ở ngoài kia cũng được. Em nghĩ là kiểu nhận việc xong rồi cái đến đường deadline á, cái xong bận á chị. Dạ. Ủa cái này nó liên quan gì đến cái việc là đội nhóm hoạt động? Con này trả lời vô duyên vậy. Trời đất ơi. Trường, tới lượt mày lại. Hãy kể cái thứ mà tồi tệ nhất bạn đã được từng được ăn trong cuộc đời của bạn. Oh my god. À, em ăn em chưa ăn phải cái gì mà thấy nó ghê tởm ấy. Mà ăn cả thôi. Thì đứa nào hiểu được thôi, ngoài ăn gái thôi, nó kêu là ngoài ăn gái thôi. Ừ, hiểu được thôi nghe tụi mày. Rồi nha. Chuẩn bị tới khúc này cách YouTube nó cười rầm rộ. Kể tên một điều mà bạn luôn tưởng tượng làm nhưng mà chưa bao giờ làm. Châu cái này mà hỏi nghe chắc nhiều lắm, chắc từ sớ á, tại market mà cái quần gì cũng sợ hết. Nhiều lắm chị ơi, nhiều lắm. Kể cái gì vậy? Một cái thôi hả? Tưởng tượng làm mà cái chưa bao giờ làm hả? Ờ đúng rồi. Làm tình. Cái đó là phù hợp với cái câu hỏi của ngày hôm nay luôn. Làm tình nghe. Rồi chị trả lời cho chị nghe rồi. Thật là xuất sắc. Dành tới lượt em. Có kỹ năng cụ thể nào mà bạn muốn giới thiệu cho mọi người học hay không? Kỹ năng chia sẻ chị. Kỹ năng chia sẻ ấy Danh là nó cảm thấy mọi người chưa có chia sẻ video đủ nhiều đó, cho nên nhắc lại lần thứ tư trong buổi tối ngày hôm nay, đừng có quên like, share và subscribe và share video của chị Nhi đều đặn mỗi ngày trên tường các bạn nhé. Thiện, một điều mà bạn muốn làm khi thức dậy vào buổi sáng sớm đầu tiên là gì? Ừ,
Dạ là tập thể dục với chị Nhi. Tập thể dục với chị Nhi. Bữa nay nó thành thói quen rồi cho nên nó muốn dậy tập thể dục với chị. Nè hết 99 ngày là thả tao ra nghe, để cho tao sống cuộc đời của tao lại nghe. Tụi mày chiếm dụng thử buổi sáng của tao hơi bị lâu rồi đó. Rồi thì hãy cho biết là lời khuyên tốt nhất mà bạn được nhận trong cuộc đời tại cho đến tại thời điểm này. Tất nhiên là em sẽ có nhiều câu lời khuyên, nhưng mà cái câu nào mà làm cho em thấy nó tốt nhất cho đến tại thời điểm này cho em? Em phải tin chính bản thân của mình. Nếu như mà bản thân em không tin được thì em không làm được gì hết. Và em phải tự, trước khi em muốn lead người khác thì em phải tự lead cuộc đời của mình. Câu đó nghe quen quen, chắc của bà Nhi. Cái này gọi là coi livestream nhiều quá nhiễm độc. Hay gọi là coi livestream nhiều quá nhiễm độc. Nè, tao nói tụi mày nghe nha, mấy đứa editing rồi leader của chị Nhi nó thuộc lòng luôn rồi, chứ tụi mày đừng có tưởng một mình tụi mày phải trả bài, tụi nó còn phải trả bài ác chiến nữa. Rồi, tới em Huê. Nếu như cho bạn được viết cuốn tự truyện của cuộc đời bạn, cái tiêu đề của cuốn sách sẽ là gì? Là sẽ là cái vượt qua cái sướng. Vượt qua cái sướng. Vượt qua cái sướng. Rồi đầu đề cuốn sách của anh ơi là vượt qua cái sướng. Mọi người hãy trông chờ trong tương lai không xa, cũng không biết là khi nào anh Huê sẽ xuất bản cuốn sách nha. Mọi người đừng có quên là ủng hộ cho anh Huê nha mọi người. Rồi thì tới lượt em. Nếu như bây giờ bạn nói cái câu là ước gì tôi bắt đầu làm việc này sớm hơn trong cuộc đời, thì cái công việc đó là cái công việc gì mà bạn hối tiếc là bạn không làm sớm hơn? Dạ đó là luyện nói, tập giao tiếp với mọi người, để tập chia sẻ suy nghĩ của mình ra ngoài. Cảm thấy bây giờ mình tập được chưa em? Và cảm thấy mình có ổn hơn với cái đó không? Tự tin hơn không? Dạ em vẫn còn đang luyện. Vài lúc em bị mắc vấn đề thì cũng chưa có chia sẻ ra hẳn. Ok, còn nhiều thời gian gì chứ, ở trong team Nhi Lê nhiều đứa nó sẽ luyện với em lắm. Cảm ơn thầy của chị. Tuấn, khi đạt đến cột mốc nào bạn sẽ coi mình là người thành công? Cột mốc thành công, nói hơi tham nhưng mà em cảm thấy mình chưa bao giờ thành công đủ thành công để nói với mọi người là mình đã thành công. Mình vẫn luôn phải học hỏi và làm, vì kiến thức là vô hạn. Vậy là không có cột mốc hả mày? Mày đi hoài luôn hả? Dạ, cái đó không phải là thành cột mốc thành công, mà đó là cái mục tiêu của mình. Khi đặt đến mục tiêu thì mình sướng, chứ không phải là thành công. Ok, rồi, cảm ơn Tuấn. Hoàng Anh, em thích nhân vật hoạt hình nào nhất vậy Hoàng Anh? Em cũng giống chị, hay nhất Doraemon. Trời ơi, tao không có thích Doraemon, tao chỉ thích cái túi đó thôi. Còn nhân vật hoạt hình mà chị thích? Chị không thích nhân vật hoạt hình nào hết. À, tao biết tao thích ai rồi, tao thích Inside Out. Với lại chị thích cái con số, cái hình, cái xô á, cái xô ở trong cái phim xô á, chị cũng thích cái con đó, con số 22 đó. Tại vì con đó là con số chị Nhi. Rồi, tiếp Trường. Doraemon nghe mấy đứa, mấy anh mà tán Hoàng Anh đừng quên mua Doraemon tặng nó nghe. Nha, gối Doraemon, quần lót Doraemon, các kiểu Doraemon nghe. Rồi. Nếu được du hành ngược lại về quá khứ và cho bản thân của bạn một lời khuyên, bạn sẽ chọn du lịch và khuyên bạn lại ở cái độ tuổi lúc nào và mấy tuổi? Wow, câu này sâu phết nha. Câu này sâu ấy. Em muốn cái lại cái lúc em học lớp lớp 8. Thì lúc đó em lúc đó em tạo ra một cái sự kiện không, nó không lớn lắm nhưng mà lớn đối với em. Vậy thôi. Thì em muốn quay lại cái đó để em khuyên là không nên chơi quá sớm. Thank you. Không nên chơi quá sớm. Rồi, lời khuyên của Trường cho Trường quá khứ là không nên chơi quá sớm. Nga, nếu cơ hội quay lại và bắt đầu, bạn sẽ chọn độ tuổi nào?
để bắt đầu lại. Bắt đầu lại cái gì vậy chị? Bắt đầu lại cái gì tùy em, em được chọn. Em chọn bắt đầu lại, đối với em cái gì em muốn bắt đầu lại thì em bắt đầu. Quay lại lúc 2 năm trước, hơn 2 năm trước. Em muốn lúc này em xem kênh chị Nhi lúc mà chị Nhi ra video đầu tiên luôn, chứ không phải là đến khoảng 2 năm sau chị Nhi ra rồi em mới xem. Thời nó chưa có tới đó. Rồi, danh. Nếu bạn gặp một nhân vật lịch sử nào đó mà bạn thích và chỉ hỏi người đó một câu, đó sẽ là người nào và cái câu bạn muốn hỏi là câu gì? Nếu mà gặp một cái nhân vật lịch sử mà em muốn gặp nhất là em muốn gặp Bác Hồ á chị. Ok. Và cái câu mà em muốn hỏi Bác Hồ là What do you feel like saying? Mười điểm về chỗ, mười điểm về chỗ. Nè tụi mày thấy trai của tao chưa? Mặn vậy đó, mặn còn hơn vậy nhây nữa. À, xin lỗi mấy đứa 30 giây tao đi block cái thằng này cái. Mấy đứa nó hét ầm ĩ rồi cái block cái thằng này chị nhây bó block cái thằng rồi tao block rồi. Rồi. Cảm ơn Danh, một câu trả lời không thế nào mà cho 9 điểm được hết, phải 10 điểm rưỡi, phải 10 điểm rưỡi. Việt Nam mình không cho chấm 10 điểm rưỡi chứ cho là tao cũng chấm 10 điểm rưỡi. Rồi, câu kế tiếp. Thiệt. Khi bạn chết, bạn muốn được tưởng nhớ về điều gì nhất? Dạ, thưa chị là cống hiến cho cộng đồng. Cống hiến cho cộng đồng. Cảm ơn Thiện. Thiện còn nhỏ lắm nghe mấy đứa mà nói được câu đó rồi đó. Rồi, Thùy. Điều tuyệt vời nhất đã từng xảy ra với bạn là điều gì? Mày mà nói làm tình là tao quýnh vô mặt. Là ngày 12 tháng 9 là cái ngày em gặp chị Nhi. Là cái ngày em được chị Nhi trả lời tin nhắn và may mắn tự nhiên trở thành học trò của chị Nhi. Trời ơi, chết cảm động, gớt nước mắt, gớt nước mắt, gớt nước mắt. Cảm ơn thầy. Huê. Một điều mà bạn nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế giới này nên làm theo là điều gì? Dạ, em nghĩ là coi kênh chị Nhi á, em muốn thấy VTV3 19 giờ. má tụi mày đăng cái cuốn này cắt lên là chết ngay, chết nha. Thì được trao cơ hội sống cuộc đời của một người khác, ai là người bạn chọn để được sống cuộc đời người đó? Tức là nếu như giờ ngày mai nói là cho em sống cái đời của người đó đó rồi hồ biến em thành người đó, em chọn ai? Dạ chị Nhi. Trời ơi mày điên, cực muốn chết cái con khùng. Trời ơi, cực trước xuống tại sao? Trời ơi, cực trước xuống sao? Trời ơi, tao biết nó thích cái chỗ nào luôn. Thì yên tâm, sau chị Thùy là tới em nha. Tao train cho tụi mày take over tao hết nghe. Làm mơ nghe. Rồi, người kia đi. Tốn của chị. Điều tốt nhất mà ai đó đã từng làm cho bạn là gì? Không lẽ em nói chị tiếp chị? Trời ơi nói đi em có sao đâu. Nè tao không có trả tiền cho tụi mày vô đây đâu. Trời ơi. Ủa chị, làm gì mà tốt cho em vậy? Chị chưa có làm gì cho em hết mà. Chị làm cho mọi người cái ảnh hưởng tới em là làm tới em mà chị. Ý là bày á hả? Có dạy học á. Ừ, cảm ơn em. Dạ. Cảm động quá. Hoàng Anh. Ai là người truyền cảm hứng nhất mà bạn đã từng gặp? Trời ơi, nãy giờ mọi người trả lời hết rồi. Giờ không lẽ em trả lời chung chị Nhi. Trời ơi, cái gì vậy tụi mày? Set có set up hết hay sao vậy? Trời ơi, có set up hết rồi, tính toán hết rồi. Kỳ quá, kỳ quá. Rồi Trường, lại quay trở lại là em nè. Hiện tại có câu nói truyền cảm hứng nào đang ở trong đầu của bạn ngay lúc này hay không? Ồ, ai là câu này của chị Nhi luôn. Thì câu mà em nhớ chào gần đây em nhớ là nếu mà mình lựa chọn là mình sống một mình á, mình sống ở một hoang đảo nào đó mà vẫn cảm thấy hạnh phúc á, thì cái đó mới gọi là hạnh phúc thực sự. Còn còn nếu mà ra đó mà không thấy
ra ra đó không thấy hạnh phúc xong rồi muốn trốn về đây à, thì cái đó không còn là hạnh phúc nữa. Thấy câu đó nhất hay kinh khủng. Thằng Trường đó nó không có nói chuyện được tự tin với lại trôi chảy, tại trong tim của chị nó có một cái biệt danh đó là thằng dài dòng. Đại loại ý của Trường là cái hạnh phúc của bạn là phải bạn ở một mình bạn cũng phải hạnh phúc, chứ bạn không cần đám đông để chấp thuận cho bạn hạnh phúc là gì. Chị Nhi rất hiểu thằng Trường. Chị Nhi là thằng Trường nó nói là chị Nhi phải phiên dịch lại cho toàn đội kiểu vậy đó, hiểu không? Có nghĩa là ngôn ngữ của nó chỉ có mình chị Nhi hiểu à, còn mấy đứa khác là chị Nhi thằng Trường nói gì em hiểu, chị Nhi dịch coi nói gì. Ý Trường là vậy đó, ý Trường là Trường hiểu cái độ sâu của cái câu đó, nhưng mà Trường không có sâu ra được, hiểu không? Trường không có show ra được đó. Rồi Nga, tới lượt em. Điều kỳ lạ nhất đã xảy ra với bạn là gì? Điều kỳ lạ nhất đã xảy ra với em là em gặp chị Nhi, em học được với cái chị. Kỳ lạ mày, lên YouTube có gì đâu kỳ lạ mày, trời ơi, ai đi vô YouTube coi là kỳ lạ không? Đối với em và chị thì đó là câu trả lời của em. Chấp nhận. Ok ok, chấp nhận. Mấy đứa này nó sợ bị đóng tiền lắm, cho nên nó trả lời sao nó cũng phải trả lời danh. Tới lượt em. Hãy mô tả cuộc sống lý tưởng của bạn và người phụ nữ lý tưởng mà bạn đang nghĩ trong đầu. Trời ơi, câu này vô mấy em xếp gạch vô. Nè, anh danh không bị giả nè. Cái cuộc sống lý tưởng của em là có thể giúp đỡ tất cả mọi người. Và cuộc sống lý tưởng của em với cái người phụ nữ là cái người phụ nữ phải hiểu được ước mơ của em. Sâu sắc quá mấy đứa, sâu sắc quá, vỗ tay. Rồi tao bảo đảm tối nay về là Facebook của thằng Danh là mấy em nhào vô là mấy em add friend tới tấp nghe. Tao nói tối nay là gái đẹp tao tới công chuyện nghe, tới công tới chuyện gái nghe. Rồi thiệt, nếu như bạn có thể du hành thời gian. À, bạn không du hành thời gian được, nhưng mà cái điện thoại của bạn có được internet 5 năm nữa thì bạn muốn tìm kiếm điều gì đầu tiên? Em tìm kiếm xem kênh chị Nhi lên YouTube rồi. Trời ơi, mấy thằng trong team tao nó mặn kinh. Tao nói tụi mày đâu, tao không có expect mấy cái câu trả lời này luôn, thiệt. Chị phải cho em 20 điểm không đủ. Mình Danh ha, à, Danh nãy 10 điểm rồi, giờ 10 điểm dòng 20 điểm, chị cho em 20 điểm dòng này luôn. Trời ơi, không thấy chịu nổi mấy thằng này. Vậy mà không phải tụi nó ế đâu nghe, tụi nó bận tu tâm dưỡng tính, tụi nó bận thiền ở trong này với chị Nhi chứ tụi nó không có ế đâu. Gái ghiền đó, à, tối nay xong là bảo đảm ghiền, tụi mày là fanpage rồi đi, gái tối nay vô hâm mộ nhiều đó. Rồi, người kế tiếp. Thì nếu bạn được quay ngược lại về thời gian, à, với những kiến thức mà bạn đang có bây giờ, bạn sẽ chọn độ tuổi nào và tại sao, và bạn sẽ dùng kiến thức này làm gì tại thời điểm đó? Sẽ là năm em 18 tuổi. Em sẽ dùng kiến thức này để lan tỏa những cái mà em đã học được từ chị, cũng như là đừng có để mất 30 triệu ngu ngốc. Nè mấy đứa mà mất tiền với đa cấp này kia nọ, Thùy dám lên đây để nhận chấp nhận quá khứ đen tối của Thùy để bài học rút ra nghe chưa. Tụi mày bị đa cấp vụ này kia nọ, đi vô đây tao tẩy thanh tẩy hết nó, tao thanh tẩy giờ ra một gương mặt ưu tú như vậy đó. Cảm ơn Thùy của chị. Rồi Huê, có một căn phòng chứa đầy mọi thứ mà bạn đã đánh mất, bạn sẽ vui mừng khi tìm lại được món đồ nào nhất? Món đồ mà em muốn tìm nhất, em chưa có cái gì hết. Em hay là em có hết rồi, nhưng em chưa thấy mất cái gì để cần phải tìm mà kiểu lục lọi lại hay không. Em chưa có. Tụi mày thấy khi mà tụi mày phải dạy một cái thằng mà nhà có điều kiện là vậy đó, kiểu như dạy nó ngứa lắm, kiểu như nó không bao giờ biết thiếu thốn là gì á, ngay cả các câu trả lời muốn tát vô trong mặt, tát vô trong mặt. Rồi, cảm ơn anh Huê. À còn tụi mày kêu chị Nhi, sao chị Nhi đối xử với anh Huê như con ghẻ vậy? Tụi mày không có hiểu đâu.
trong tim của chị Nhi chỉ có một mình chị Nhi mới nói chuyện với anh Huê kiểu như vậy thôi. Tại anh Huê em mà dịu dàng, nó không có đủ đô với nó. Em phải biết là cái mức độ nói chuyện với từng người nó phải khác hay không. Ok rồi, người kế tiếp thay của chị. Điều đầu tiên bạn làm khi thế giới hết đại dịch là gì? Dạ đi ra ngoài kêu mấy ông phường mở cho chị Nhi với chị. Ấy nó là phải mở loa thùng kênh chị Nhi lên cho tất cả mọi người nghe. Chị thích em đó thì rất có đầu tư. Tuấn, kỷ niệm hạnh phúc nhất của bạn cho đến thời điểm này khi làm việc trong team Nhi Lê là gì? Kỷ niệm hạnh phúc nhất thì chị là lần đầu tiên khi em vào ngày hôm sau là em được gặp chị Nhi luôn. Trời ơi, ủa vậy hả? Chị không hề biết luôn. Trời ơi, chị không hề biết cái đó luôn á. Trời ơi, cảm ơn Tuấn. Tuấn nó thương chị Nhi nhiều quá, mấy đứa ơi chết rồi. Trời ơi, nó thương chị Nhi thì ở lại nghe, đừng có bỏ chị như mấy đứa kia, đừng có bỏ chị đi. Hoàng Anh, tới lượt em. Tuấn cũng được 20 điểm về chỗ nha mấy đứa. Tuấn nãy giờ là Tuấn trả lời câu nào con thấy xuất sắc đó. Mấy đứa, nè, trai của tao, tao nói rồi. Trai của tao, mê. Điều đáng chú ý là, điều ngớ ngẩn nhất mà bạn tin là sự thật là gì vậy Hoàng Anh? Mày đã từng tin cái gì mà ngớ ngẩn nhưng mà mày nghĩ nó có thiệt? Tin cái gì mà ngớ ngẩn hả? Ví dụ như hồi xưa hồi mình con nít á, mình tưởng đâu là nút cái hột vô bụng là nó lên cái cây á, hiểu không? Ý là hồi xưa mình tin cái gì ngu ngu á. À, em tin là chỉ cần ngủ với nhau thôi là có bầu, nhưng mà thật ra là phải thức. Ok, ok, rồi. Sự thật đã được phơi bày khi mà Hoàng Anh đã đủ lòng, đủ cánh đến tuổi vị thành niên thì Hoàng Anh đã hiểu được là cái công thức đó nó không có thiệt nữa. Rồi, câu cuối cùng. Đây là phần thi Hoa hậu thân thiện và đây là câu ứng xử cuối cùng và câu hỏi này sẽ được trả lời bởi 9 người cùng trả lời cái câu này. Có nghĩa là không phải mỗi người một câu nữa, một câu duy nhất nhưng mà mỗi người phải có một cái câu trả lời riêng. Có điều gì mà bạn chưa từng nói cho chị Nhi mà hôm nay bạn có can đảm để nói vô mặt bả hay không? Nó là tích cực hay tiêu cực cũng được, nhưng mà bạn được có cơ hội được nói vô mặt bả ngày hôm nay. Nói đi, rồi, nói. Từng đứa một, Trường, còn cái gì mà mày chưa nói vô mặt tao hôm nay, tao cho mày lên nói public luôn. Bóp họng không được luôn. Em á, em chắc em nói, ở đâu? Ồ, chị Nhi. Sao chị lại xinh như vậy chứ? Em rất là ghét. Em rất là ghét cái xinh của chị. Em thích nhất cái đó. Cái đó là cái thông tin nhất của em. Yeah. Xạo. Nó chưa bao giờ nói cái này với tao cho nên tao biết cái này nó xạo. Nga, tới lượt em. Không, không bị phạt. Được nói xấu. Được nói xấu mà không bị phạt. Mấy đứa nó hỏi. Đó vậy em nói yêu thương không là hôm nay em không nói yêu thương nữa. Em nói là em ghét chị Nhi thúc đích em quá. Ừ, chị Nhi chửi miết, chị Nhi thúc đích miết. Sáng nào nhưng mà chị Nhi cứ tiếp tục như vậy đi. Chị Nhi đừng có dừng làm cái gì đó. Ủa mày tưởng mày nói vậy tao dừng hả? Mày lộn rồi con. Mày lộn rồi. Mày tưởng mày nói vậy nghe mày tao dừng. Không có đâu, không có đâu nghe. Rồi Danh. Em với chị Nhi ở một người Đà Nẵng, một người ở Quảng Nam, nói cũng rất là gần, nhưng mà em nghĩ là đáng là em phải biết chị Nhi sớm hơn. Thôi cho em, đừng có biết chị lúc chị ở Quảng Nam. Lúc đó tao chưa có kiến thức đâu, để tao ở bên này đi. Tao ở bên kia là tao không bày được tụi mày đâu, để tao ở bên này nghe. Cảm ơn Danh. Rồi Thiện. Trời ơi, sao tụi mày nói chân thành lên, nói mạnh mẽ lên. Nói xấu là phải nói oan oan, sao tụi mày nói chuyện. Em là sao chị Nhi có nhiều fan quá vậy? Mà sao chị có nhiều fan mà nhiều mối quá vậy? Mà sao mình không có? Thiện, sao đêm nay em sẽ có nhiều fan như chị? Có khi còn hơn chị đó nghe. Mấy đứa, nếu như mấy đứa không biết nick Facebook của anh Thiện, đề nghị vô trong fanpage của chị Nhi và tìm nút nick anh Thiện. Tìm không thấy nữa, đi qua cái group Nhi Hao để tìm. Group Nhi Hao không thấy nữa, hỏi mấy anh chị admin
tao cho phép mày được vô Messenger của tao để thả bom, để hỏi em muốn xin nick của anh Thiện và anh Danh và anh Tuấn và anh Huê và anh Trường ngày hôm nay là ra đó, chị sẽ cho em nổi tiếng. Thiện yên tâm thì rồi tới lượt em đó. Má con này chuẩn bị nói xấu nè, tao biết con này nó không có chừa tao đâu. Cái điều đó giờ mà em chưa nói với chị á là dù gì đi chăng nữa em cũng là con gái mà sao chị la em không thiếu điều, thường Huê không hơn ai được trơn á trời. Em nghĩ ngày mai chị có thay đổi cái điều đó không Thụy? Dạ không, nó chỉ chuyển từ cái chữ nhẹ nó sang cái chữ nặng hơn thôi. Nè mấy đứa, tụi mày phải hiểu, đi vô trong này là vậy đó, hiểu không? Cuộc sống của tụi nó vất vả lắm, vất vả khổ sở trong này lắm, hiểu chưa? Nó nói vậy xíu không có đứa nào dám vô luôn á. Huê rồi em nói đi. Huê là cứ mỗi ngày, thậm chí trên chúc mừng sinh nhật nó tao còn nói tao chúc mày không có bị đuổi nghe Huê đó, tao chúc nó vậy đó. Dạ em muốn nói là chị Nhi, chỗ em cũng đau lắm á chị Nhi, chứ không phải không đau đâu. em cũng biết đau rồi chị Nhi. Em mày không đau sao trưởng thành trời em ơi rất, em rất là quý chị Nhi, chửi em mỗi lần chị Nhi chửi còn hơn ba má em chửi nữa. Mỗi lần chửi là mỗi lần em lên một cái tầng mới luôn á. Mỗi lần chửi là kiểu là em lôi lại được rất là nhiều thứ, để em phá vỡ nhiều thứ để em mới được ngồi tới đây ngày hôm nay nói chuyện kiểu vậy, chứ hồi xưa là không có vậy đâu. Hồi xưa mọi người không thấy hoài vậy đâu, nhoi lắm. Nhoi mà vô duyên mà tào lao mà gia trưởng rồi độc đoán rồi nói chung là những cái thứ gì mà xấu xí nhất của một thằng đàn ông mà tụi mày đi tìm á là ở trong Huê hết. Giờ tao phải rửa, kiểu như là rửa thúc tẩy á. Đến giờ vẫn chưa có hết, tao còn phải làm nhiều việc với nó lắm. Thì tới lượt em đó, càng đảm vô mấy đứa, càng đảm vô, tắt camera thôi rồi chúng ta nói chuyện riêng chứ có gì đâu, càng đảm vô nghe, càng đảm vô. Cho chị có nhiều pha tấu hại khó đỡ thôi. Em chị cũng không biết đâu, em nó tự nhiên nó lên sáng tạo nửa đêm vậy đó. Chị không biết tự nhiên nó phun ra vậy đâu, cái đó chị không dạy được, chị mà dạy được chị không dạy. Cảm ơn Thi. Tuấn nói đi em, sao tụi mày toàn nói tốt không vậy, nói xấu vô. Chị ơi em muốn nói với chị là em vừa nghĩ ra một cái idea quay TikTok nên chị, tối em gửi cho. Lính của tao, high five em. Tao diệt rồi mày. Hoàng Anh, rồi nói đi em, cái gì mà em chưa bao giờ nói với chị? Dạ chị ơi, kiếm cho em một bạn trai trong phim đi chị. Trời ơi em, không cần kiếm, có hết rồi, yên tâm. Tụi con trai lúc tao nói chuyện riêng với tụi nó, tụi nó nói hết rồi. Cái chị, ít bữa em kiếm vợ là em kiếm trong Nhi Lê Tim thôi, được không chị? Ý nó xin phép tao trước hết rồi, ý là nó là chị, là chị kiểu như là chị vợ, hiểu không? Còn tao là chị chồng, chị vợ là đây hết. Trai của tao thì là chị chồng, còn trai cô gái của tao là chị vợ, cho nên tụi mày yên tâm. Ui mấy đứa nó vô đây nó cũng có đi ra ngoài kia lại đâu, tao thề, phải không mấy đứa? Gục đầu cái đi, đúng không? Tụi mày có muốn ra ngoài kia ân người khác nữa đâu, trong này ngon quá mà. Rồi nhìn Danh kìa, nhìn mặt Danh kìa. Em coi hết livestream chị Nhi chưa mà anh add friend em? Em add friend anh. Coi hết 88 cái livestream chị Nhi đi rồi add friend rồi chúng ta nói chuyện nha, chứ đừng có tưởng dẫn chơi nghe đó, kiểu vậy đó, phải không? Đâu trai trong này giờ nó khó tính lắm chứ tụi mày tưởng. Rồi sau cái phần tụi mày có tin được là tao hỏi tụi nó chơi chơi hết tiếng đồng hồ không? Trời ơi khổ lắm, làm người phỏng vấn cũng đâu phải dễ đâu. Trời hổng hỏng. Tụi nó khoái, tụi nó cười nãy giờ tụi mày thấy không vậy? Tụi mày có đọc mấy cái dòng comment của tụi nó không vậy? Tụi nó cười từ sáng đến tối, cười tít cái mắt. Trước khi chúng ta đi vô cái phần kế tiếp là trả lời Tâm bên ngoài tìm Tâm, riêng em chị đã có cái bến đổ rồi. Tâm em yên tâm, chị đã lựa hết cho em rồi, đừng có lo. Rồi trước khi chúng ta đến với cái phần kế tiếp gọi là cái phần trả lời câu hỏi của khán giả livestream đang tò mò về team Nhi Lê, tức là mọi người được đặt bất cứ kỳ câu hỏi gì cho mấy bạn này nha, thì chị Nhi muốn để cho mỗi bạn được gửi lời chúc hay là gửi những cái lời nhắn nhủ đến người coi. Rồi Trường, em bắt đầu trước đi, muốn chúc cái gì, muốn nhắn nhủ cái gì, muốn nói gì đến khán giả của team Nhi Lê, của khán giả của cộng đồng Nhi các loại, Nhi Lê, Miss Nhi, Nhi House, vân vân.
lời đầu tiên ạ, dạ lời đầu tiên của em xin kính chúc đến Bích Nhi nè, Spy and I, rồi Nhi Foundation, rồi Nhi Lê Team, rồi Nhi How, rồi Nhi Nhi Lê, rồi kênh chat ạ, dạ kính chúc các bạn có cái ngày Giáng sinh có người ôm, có người ôm bên cạnh và có sức khỏe rồi ạ, dạ em xin chúc. Và ở lâu với chị Nhi chút, vì cậu ở lâu chị Nhi học được nhiều lắm, bí kíp tán gái nè, trời ơi, tán trai tán gái rồi, trời ơi, cưới chồng cưới vợ với trong này mượt lắm, mượt cứ lựa cái anh nào mũi to với trong này nè, thấy ba bốn anh trong này rồi hơi nhiều đó, đó. thì các bạn cứ vào đây các bạn lựa thoải mái nha, đây ngồi đây đó. Cảm ơn Trường. Nga, tới lượt em đó. Em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn xem kênh, đều những người mà khi mà em mới bắt đầu kênh đó, trên fanpage chỉ có 49 bạn follow, cho đến nay là hơn 30.000, gần 40.000 người. Rồi từ kênh YouTube, không, từ TikTok 11 người follow, bây giờ là hơn 300.000 người. Các bạn là động lực để cho em và team và chị Nhi đi được đến ngày hôm nay. Em muốn cảm ơn chị Nhi đã tạo ra cái cộng đồng này rất là lành mạnh, rất là tri thức. Cảm ơn các bạn trong team, các bạn ở Nhi Lê Team đã support team đến tận thời gian này. Chúc mọi người Giáng sinh an lành. Merry Christmas. Cảm ơn Nga. Rồi tới Danh. Em chỉ muốn chúc các bạn là nhanh xem hết 88 live stream của chị Nhi và nhanh gặp được em ở trong team editor. Lời kêu gọi không thể nào, lời kêu gọi không thể nào mà nam tính và ngọt ngào hơn. Nè mấy em, leader của tổ editing là anh Danh nghe. Rồi tụi mày tự nhiên ngày mai đứa nào cũng sùng sục lên muốn đòi đi vô cắt video chị Nhi phải không? Ok, rồi tao để thằng Danh làm mồi á. Bảo đảm tự nhiên team edit đông lên liền, đông liền. Rồi, cảm ơn Danh của chị, nghe chưa, coi 88 video rồi mới được vô lại Danh khoái nghe không? Má mấy con này nó mê quá. Mấy con này nó mê trai quá mấy con quỷ. Rồi thiệt, tới lượt em á. Dạ em cũng vậy chị. Team edit TikTok cũng đang hiếm người lắm á chị. nên là coi hết livestream của chị Nhi. Với lại em muốn cảm ơn cộng đồng Nhi Lê và mọi người đã chia sẻ và ủng hộ team và chị Nhi suốt chặng đường vừa qua. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn thiệt. Rồi anh Thiện đẹp trai là leader của tổ edit video nha, edit video ở bên tia TikTok nha mấy đứa. Mày sao kêu là chị, sao chị nhiều tổ trưởng với nhiều leader? Dạ con có nhiều kênh, mấy ba mấy má, mỗi kênh tổ team nào cũng phải có leader hết. Con có gần 200 con người ta rồi, không có mấy đứa này ai lead phụ cho con không có làm nổi. Con bên này cũng phải đi làm, con kiếm tiền nữa mà tụi nó cũng không làm nổi đó. Đứa nào mê trai bay vô liền, đêm nay bay vô tổ edit TikTok thì gặp anh Thiện đẹp trai, đứa nào thích gu anh Danh thì qua edit YouTube nè. Rồi em muốn nói gì với khán giả? Em muốn cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã luôn theo dõi, luôn ủng hộ, chia sẻ và cùng với tụi em lan tỏa hết những cái điều giá trị tích cực của chị Nhi đến với mọi người, để mọi người có cơ hội được thay đổi và được trở từ một cái con. Cũng cảm ơn những người mà Nga, Trường, chị Tâm nè, chị Nhi nè, là những người mà đi trước á, đã tạo ra những cái kênh để cho em có cơ hội để em vượt từ một cái đứa mà tiêu cực, trầm cảm trở thành một cái người tích cực, vui vẻ như hiện tại. Vậy tiếp tục cảm ơn những bạn ở trong Nhi Lê Team á, là hàng ngày luôn luôn phát triển để giúp cho kênh mình càng ngày càng phát triển mà được lan rộng được nhiều giá trị đến với mọi người. Đó là cái điều tuyệt vời nhất luôn. Nếu như mà thật sự là mọi người là một cái mảnh ghép nhỏ, nếu như mà không có mọi người thì cũng không có tụi em ở đây.
nên là rất là cảm ơn mọi người và chúc cho mọi người càng ngày càng phát triển, càng ngày càng tích cực hơn và có được một cái cuộc sống tốt hơn hiện tại. Merry Christmas. Cảm ơn thầy. Thầy là leader của Facebook các loại team nha, có nghĩa là Facebook nào cũng là lead bởi Thùy. Sau khi Thùy train những cái bạn khác, tại vì Thùy thì train bởi chị Nhi. Chị Nhi train thầy xong thì bây giờ tao đi ra khỏi Facebook. Facebook tao rất là ít khi vô, tao vô tao chỉ đăng bài thôi nếu như tao thích, còn lại là tất cả là đều là dưới tay của Thùy và Kim Anh. Ok chị Nhi, nếu như mấy đứa thích cái series kiểu như vậy á thì lâu lâu chị Nhi làm cái, rồi chị Nhi lại mời những cái leader khác để cho tụi mày biết trong này tụi nó còn muối mặn gần nào nữa, cho tụi mày được gặp và chiêm ngưỡng hết tận người luôn. Cảm ơn thầy nhiều. Rồi Huê, tới lượt em. Dạ, em muốn nói là cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người coi like, chịu coi like của chị Nhi để thay đổi. Em là phỏng vấn rất là nhiều người. Em thấy được cái thay đổi của mọi người, cái đó là cái động lực rất là lớn cho em, chị Nhi, cho tất cả mọi người trong Nhi Lê Team. Để tiếp tục mình lấy cái động lực đó làm. Rất là quý, rất là quý luôn. Chúc mọi người một cái Giáng sinh an lành, một cái Giáng sinh rất là vui vẻ, sức khỏe là đầu tiên. Vậy thôi. Cảm ơn Huê. Rồi Thi, em muốn chia sẻ gì, chúc gì cho mọi người coi kênh Nhi Lê? Dạ, thì nãy giờ mọi người, các anh chị thì cũng cảm ơn rồi, nên em chỉ muốn nói là mọi người hãy coi kênh YouTube Tiếng Việt của chị Nhi. Nếu như mà thấy vẫn chưa tin những kiến thức đó thì mọi người hãy qua kênh Miss Nhi, Người Thật Việc Thật, để biết những không phải là điều chị Nhi nói mà là từ những người thành công khác nói. Nó bán chị trận hay không? Nghe là nó không có chừa đâu hết đó chị Nhi, ở đâu? Dạ. Vậy mọi người có nhiều sức khỏe để take action những điều đã học được. Cái mà Thi đang nói đến tính chất là kênh Miss J của Thi nghe mấy đứa. Miss J là ở dưới tay của Thi cho nên là mọi người nhớ đi qua ủng hộ kênh Miss J, tại bên đó có nhiều khách mời nước ngoài á, rồi họ cũng mới chia sẻ tâm thư này kia nọ, các thứ đủ loại á mấy đứa. Cảm ơn Thi của chị. Rồi Tuấn, tới lượt em. Lời đầu tiên là em cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đồng hành và support em và support nguyên team. Và cảm ơn mọi người đã xem kênh của chị Nhi, subscribe, like và share để mọi người cùng biết thêm kiến thức của anh này. Ngoài ra, chị Nhi còn có kênh Spy Night live chung với chị Dennis, dạy rất nhiều kiến thức bên đó. Mọi người chỉ cần coi hết 15 live stream thôi là có thể đăng ký và làm tình nguyện viên bên team em rồi. Và mọi người nhớ subscribe bên TikTok trước khi xin vào tình nguyện viên bên em nha. Cảm ơn mọi người. Rồi, anh Tuấn là leader của team Spy and Night cho nên là anh Tuấn cũng quảng cáo kênh luôn. Trời ơi, tụi mày bán kênh tụi mày quá. Team nè, rồi có người hỏi anh Tuấn tổ nào, rồi có người mê anh Tuấn rồi đó. Em nào mà mê anh Tuấn thì đề nghị học tiếng Anh rồi vô Spy and Night làm thư ký riêng của anh Tuấn nha. Anh Tuấn tuyển thư ký riêng rồi anh Tuấn cắt video này cái nọ, được chưa? Rồi, trời, gái thì mê trai, trai mê gái. Rồi, tới Hoàng Anh. Hoàng Anh, à quên, trước khi nó nói, tao nói nè, mấy thằng mà mê gái á, Hoàng Anh là tổ, cũng là của TikTok luôn, tại vì TikTok chỉ như có tới 4 kênh, cho nên 4 leader ở 4 cái tổ nhỏ, được chưa? Hiểu không? Cho nên là ai mà cũng mê cắt video đi vô đây và mê được làm với gái đẹp á, là vô Hoàng Anh nghe. Rồi, Hoàng Anh chúc đi em. Dạ, thì lời đầu tiên thì em cũng cảm ơn chị Nhi, cảm ơn tất cả mọi người trong team, cảm ơn các bạn coi kênh. Và em muốn nhắn nhủ với mọi người là nếu như mà Giáng sinh có lạnh quá thì vô YouTube chị Nhi có hết live stream để cảm nhận được sự ấm áp của mùa đông này. Cảm ơn mọi người. Tụi mày không thể nào mà không lạnh hơn rồi. Tới cái giờ tan, chúng ta đã có thể bắt đầu trả lời câu hỏi của người coi. Rồi, tao sẽ chọn câu hỏi và tụi mày đừng có thả liên tục nghe không? Thả từng đứa một, tụi mày thả liên tục, tao đập không kịp, tao đọc tới ai thì tao trả lời đứa đó thôi. Rồi, tụi em được đặt
bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cái tò mò của tụi em về mấy anh chị trong team của Nhi Lê, được chưa? Rồi hỏi đi, bắt đầu hỏi đi, bắt đầu hỏi đây, tao tao để câu hỏi của tụi mày lên. Ui nó thả tim quá trời nè, chết cha. Rồi trời, có đứa kêu em muốn theo anh Tuấn, tên là Đặng Thảo nghe Tuấn. Tuấn ơi, con bé nó tên Thảo, Đặng Thảo. Rồi rồi biết tên nè, để lên cho thằng Tuấn nó biết mặt, thấy không vậy? Nó có chạy lên màn hình, nó không biết thấy không nữa, thấy không mấy đứa? Em thấy hả? Chết cha rồi. Ủa thấy hả? Rồi rồi rồi, tao kiếm người kế tiếp. Rồi anh Danh tiêu chuẩn, à anh Danh tiêu chuẩn có bồ của anh Danh là gì? Anh Danh mở mic trả lời. À, đầu tiên là phải lái hit, à, xem hit 80 cái lái, 88 cái lái của chị Nhi. Tiếp theo là nhớ lái sẽ subscribe kênh của chị Nhi. Và cuối cùng là trong team Nhi Lê. À, trong team Nhi Lê mới được cái chưa mấy con kia. Đó, tụi mày mê trai, tụi mày phải vô đây. Tao nói rồi mà. Cảm ơn Danh của chị, thiệt là. Rồi, câu hỏi kế tiếp Ngọc Anh hỏi, anh Tuấn có bồ chưa? Em chưa có bồ chị ơi. Anh Tuấn chưa có bồ nghe mấy đứa. Rồi bọn con Bảo Trân nó hỏi, em muốn chuyển qua team edit của anh Danh được không ạ? À? Rồi trả lời sao đây? Trần qua đây anh yêu được hiệp trần đấy. Đó rồi anh cân chân hay không? Rồi Trần qua đi, Trần qua đi. Rồi có đứa nó hỏi, chị Nga thuộc cung gì? Nghe thuộc cung market nha các bạn, market. Ừ, market ăn hại nghe mấy đứa. Rồi anh Thiện có người yêu chưa? Dạ chưa chị. Chưa luôn, trai của tao là tài non hết trong này nghe. Rồi câu kế tiếp nè, trong team Nhi Lê ai là người nhỏ tuổi nhất? Người nhỏ tuổi nhất không có ở đây là bé Hạ 13 tuổi. Còn trong này chắc là Thiện phải không? Thiện nhỏ nhất phải không? Dạ. Yeah. Đóng này. À, Thiện nhiêu tuổi Thiện? Nói đi cho khán giả biết. Dạ, em 17. Thiện 17 tuổi nha mấy đứa. 17, bẻ gãy trần sừng trâu nha. Mấy đứa nào thích bị bẻ gãy thì đi vô đây. Rồi lại hỏi anh Thiện tiếp. Thiện có ý định có người yêu không? Có người hỏi. Dạ có chị, nhưng mà có tiêu chuẩn tiêu chuẩn là cũng phải coi livestream với chị Nhi, coi hết 88 cái livestream rồi ở trong Nhi Lê Team. Sau đó thì tính chuyện đó sao chị? À, rồi thôi tụi mày phải làm bài tập trước hết rồi tính sau, kéo nghe không khổ kinh. Trời ơi tụi nó giờ tụi nó thấy căng á, tụi nó muốn có bồ kìa nè. Rồi Hoàng Anh, chị Hoàng Anh có người yêu chưa? Trai hỏi, Duy Hoàng hỏi chị Hoàng Anh có người yêu chưa? Chết rồi, Hoàng Anh nó bị đứng luôn rồi, nghe hỏi có người yêu chưa đứng luôn rồi. Rồi Hoàng Anh em đi ra đi. Hoàng Anh chưa có người yêu nghe. Hoàng Anh vô đây, Hoàng Anh bị bỏ người yêu, Hoàng Anh bỏ người yêu tại chị Nhi không có suối, chị Nhi dạy kiểu gì mà xong nó quyết định bỏ luôn. Anh Trung sáu muối hỏi anh Thiện chị vậy. Rồi nè, rồi câu hỏi của Lê Quý, cho em hỏi là lúc đầu mọi người coi kênh YouTube chị Nhi, mọi người có tin kiến thức của chị Nhi dạy và có ghét chị Nhi hay không? Rồi đứa nào muốn trả lời câu hỏi này giơ tay. Danh, rồi Danh trả lời đi em. Danh xong tới trường. Lúc mà mới xem kiến thức của chị Nhi là cái lúc mà em tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi của mình, cho nên là em tin cái kiến thức của chị Nhi. Có ghét không kìa, nó hỏi có ghét không kìa. Ủa hồi đó em tìm câu gì vậy, cái này chị cũng không biết á, tò mò lỡ rồi hỏi luôn. Dạ em tìm về cái tối của bản thân và tìm bản thân là ai. À chỉ có khi tụi nó thắc mắc tụi nó là ai là tụi nó mới tìm được chị Nhi. Rồi con Trường. Em thì em xem cái video hình thức
thì em tin nhưng em ghét, em không biết tại sao em ghét nữa, nhưng mà em ghét thôi, nhưng mà sau lại yêu rồi. Tao thề luôn, hồi mà tao dạy nó 6 tháng sau tao mới được nghe câu chuyện này, chứ tao mà biết hồi đầu là tao đá đầu nó ra rồi, nó không bao giờ có cơ hội với tao, nó dám ghét tao. Mã cha đó, đứa nào dám ghét chị Nhi, trừ anti fan thôi. Rồi thì nói đi em, thì nó cũng đòi trả lời, sân si lắm. Em lúc đầu á là em không có coi YouTube mà là em có TikTok, và ngay cái lúc đó là em đang thắc mắc là lý do tại sao mà bản thân em liên tục bị những cái gọi là drama rồi tiêu cực này kia. Thì đột nhiên á, cái video mà bỏ cái tôi xuống học cách lắng nghe á, nó đập thẳng vào cái điện thoại của em luôn. Em vừa mở cái TikTok lên nó lướt thẳng cái đó. Và giống như là nó là cái câu trả lời cho bản thân em vậy đó, là cái tôi mày cao á thì cao hơn cái lên mắt 81 nữa. Và từ cái câu hỏi đó em bay thẳng qua em tìm chị Nhi. Nên là không có ghét. Tại vì kiểu như là đúng người đúng thời điểm luôn á chị. Gọi là first love đó mấy đứa. Mình gọi là first love đó. Rồi, chị Nga có người yêu chưa? Chưa nghe em, riêng cái này chị Nga không cần trả lời, chị Nhi trả lời luôn cho giùm chị Nga. Chị Nhi là thư ký riêng của chị Nga. Chị Nga é chổng mông chổng mỏ nghe, nhưng mà chị Nga trong này có mấy anh tia rồi nghe, cho nên muốn đi vô đây mà được sự chú ý của chị Nga thì đề nghị đi vô đây nghe, chứ trong này dàn giáo nó bu chị Nga cũng đông lắm. Nga nó cũng không biết đâu, kệ cha nó không cần biết, tao biết là được rồi. À, câu kế tiếp là sao anh Trường đẹp trai vậy ạ? Có người hỏi câu này cho anh Trường. Anh Trường trả lời, anh Trường ơi. Em không biết là các bạn có dối lòng không, nhưng mà cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn nha. Không biết dối lòng hay không luôn. Ôi chết rồi. Tối nay Nga đông người hỏi quá. Hữu Nhất hỏi nè, Nga bao nhiêu tuổi và có người yêu chưa? Mới trả lời chưa có người yêu. Nè, người thứ 5, thứ 6 rồi nghe, trong này có người ghen nghe, trong tim Nhi Lê là có người ghen đó. Hỏi nhiều quá, cứ hỏi Nga vậy chết chết. Rồi mấy anh mà muốn tán Nga đề nghị đi vô trong tim Nhi Lê nghe. Chứ mấy anh ở ngoài Nga không có ưng đâu, phải không Nga? Chị trả lời giùm em, chị không biết đúng ý không Nga? Thư ký riêng, thư ký riêng trả lời đúng ý không? Đúng ý phải không? Dạ chuẩn chị, chuẩn. À chuẩn chuẩn rồi, cũng tương tự như với mấy anh nam. Coi hết 88 cái video, nhớ trả bài. Trả bài đầy đủ thì Nga sẽ suy nghĩ về cái chuyện đi hẹn hò. Chứ yêu thì chưa biết, hẹn hò đó cứ đã tính sau. Rồi chị Thùy có người yêu chưa? Có người hỏi kìa chị Thùy. Chưa có người yêu. Chưa có người yêu nghe. Rồi có đứa hỏi tim chị Nhi có anh nào gay không? Có anh giáo nghe, em đi vô kiếm giáo. Rồi tiêu chuẩn chọn bạn trai của các bạn nữ tim Nhi Lê là như thế nào vậy? Rồi tự đứa mỗi đứa lần lượt mở mic ra nói, Nga trước xong tới Hoàng Anh xong tới Thi. Chị nghĩ chắc cũng coi chừng đó câu thôi, chẳng lẽ tao trả lời giùm cho tụi nó luôn. Nó không trả lời là biết rồi đó. Rồi ý là y xì câu anh Danh. Rồi anh trả lời xong với bạn nghe vậy đi. Rồi anh Trường có người yêu chưa? Cũng như vậy luôn. Tụi mày có thể có một câu nào khác ngồi cái chị hỏi người yêu với bồ bịch nữa không hay không vậy? Tao rất là mệt với mấy cái câu này rồi đó nghe. Tất cả tụi nó đều ế, tại vì tao bắt cóc tụi nó vô đây để tao nuôi. Tao nuôi chưa có lớn, chưa có làm thịt được. Rồi tao sẽ kiếm câu khác. Rồi để tao kiếm cái câu nào mà em muốn chốt đơn anh Kiền. Anh Kiền, anh Kiền ơi, anh Kiền đang làm công tác hậu trường nghe em. Nhưng mà ở đây không có anh Kiền, nhưng mà nó cũng nói nó chốt anh Kiền rồi. Đây là một trong những cái fan hâm mộ anh Kiền này, mê anh Kiền nè. Rồi à, em muốn tham gia team Nhi Lê. Muốn tham gia thì đi qua đăng ký đi ông nội. Rồi tiêu chuẩn của chị Thầy là gì kìa? Có phải y xì vậy luôn không Thầy? Để tao nói cho nhanh mẻ luôn đi. Cũng y vậy luôn phải không? Rồi y xì không khác gì hết. Rồi rồi, rồi em muốn vô team chị Thầy vô. Muốn vô thì đăng ký đi mấy cái con này. Gu người yêu của chị Thầy là như thế nào vậy? Rồi Thầy mở mic ra trả lời. Gu của chị Thầy là như thế nào? Gu của chị là mặt học sinh body phụ huynh. Đó là gu của chị Thầy. Rồi chưa? Mặt phụ huynh body á chị, mặt baby body phụ huynh. Mặt học sinh body phụ huynh. Body phụ huynh. Rồi nè.
Có người nói là mấy đứa sợ chị Nhi cho nên chị Nhi sẽ để đây cho chín đứa tụi mày trả lời luôn có đúng hay không nè. Sao em thấy chín bạn ai cũng sợ chị Nhi chửi hết vậy? Mong mấy bạn cho được một câu trả lời. Rồi, chín đứa cùng trả lời nha. Tao đó, tao cho tụi mày livestream để nhìn thấy được luôn, chứ không tụi mày là cứ nghĩ là tao là một con quỷ dạ xoa và là một con quỷ cái. Chị đề nghị tụi em trả lời chân thành, không được thảo mai, không được giả dối, tại vì người coi cần sự trung thực. Và chị cho tụi em được phép trung thực hết mình. Tụi em biết chị rồi, mày ở với tao không phải một hai ngày, nửa năm gần hơn nửa năm rồi, lâu lắm rồi. Rồi, từng đứa một nói, bắt đầu từ trường, mở mic ra. Dạ, ta sợ nói chung là các bạn nó không ở đâu, nói chung là em cũng em cũng vừa sợ nhưng mà cũng muốn chị bị cũng muốn chị chửi em. Tại vì mỗi lần chị chửi là một lần em cảm thấy trong lòng của em nó được bình thường. Ừ. Chứ còn chị không chửi em thấy nó bất thường lắm. Yeah. với lại ngày nào cũng bị chửi nó quen quá. Trời ơi, nghe giọng ngọt ngào chửi ngọt xớt chịu sao được. Ok, chị sẽ hỏi cái từ như vậy thì rõ hơn, tại vì cái người đặt câu hỏi cũng không hiểu rõ cái từ họ đang dùng đâu. Em sợ chị hay là em nể chị? Em nể chị. Tại vì có rất là nhiều người ta không có phân biệt được cái đó, cho nên khi người ta đặt câu hỏi sợ tức là chị đe dọa em hay là chị hăm dọa em hay chị làm một cái gì đó để cho em cảm thấy nguy hiểm thì cái đó gọi là sợ. Là em mới sợ chị, là em sợ chị giết em hay là em sợ chị làm một cái gì đó ảnh hưởng tới gia đình em thì cái đó mới là sợ. Cho nên là khi mà mình trả lời á, những cái người mà thiếu não như vậy á, mình phải hỏi là bản thân mình là mình sợ chị Nhi hay là mình nể chị Nhi, và cái sự khác biệt giữa sợ và nể là cái gì. Rồi, cảm ơn Trường. Rồi Nga, tới lượt em trả lời đi. Với em thì cái điều đáng sợ hơn là khi không nghe chị Nhi chửi. Còn nghe chị Nhi chửi không có đáng sợ. Chừng nào mà không bị nghe chửi mới là đáng sợ. Và cũng đính chính luôn là em để chị, chứ không phải là em sợ vì một cái lý do gì khác. Rồi Danh. Dạ, thực ra là có hai cái. Một là nỗi sợ nó không có thật. Thứ hai là chị Nhi không có chửi, chị Nhi chỉ nghiêm khắc với cái mà chị Nhi dạy thôi. Và em cũng rất là nể chị. Cảm ơn em. Thiện. Em sợ là em sợ lần đầu lên live chứ chị Nhi thì em đâu có sợ chị Nhi đâu. Sợ chị Nhi chửi đâu. Em biết nãy chị lên luôn. Không biết sao cái máy vì vậy tự nhiên nó nói. Tiếp đây, người kế tiếp đây. Tới Thùy. Thật ra là cái việc mà bảo là chị chửi á thì nó không hẳn, nó giống như là nó chỉ là một cái từ mà gọi là thân thiện thôi. Ý là la, chị la chứ chị không có chửi. La chửi này kia. Nhưng mà thật ra là mỗi một cái câu mà chị nói ra nó có một cái nội lực và nó có một cái sự nghiêm khắc khiến cho bản thân mình đọc được cái câu đó mình phải thay đổi. Và mình không được phép sai. Nếu như mình đã được chị như vậy cái đó rồi. Và kiểu như là em không có sợ chị chửi, mà em chỉ sợ mà chị không chửi nữa em mới sợ. Thì thà cho chị chửi á thì em còn đỡ run. Chứ mà tự nhiên cái ngày mà chị Nhi im lặng là cái ngày mặt em mất máu á. Chị Nhi mà im lặng là cái ngày tên của bạn được tháo ra tất cả các nhóm của team Nhi Lê. Và chúc bạn may mắn ngoài kia vậy thôi. Đại chị không biết tại sao. Rồi, tiếp Huê. Huê thì nó ăn chửi nhiều hơn ăn cơm cho nên chắc Huê sẽ là người được phát biểu cái câu này nhiều nhất. Em định nói là em ở tầm cuối hôm nay. Em định là em phát biểu cuối.
Thật ra là em nể chị Nhi chứ không phải là sợ, nhưng mà cái nể nó hơn cái sự sợ nữa. Sợ là kiểu bạn rung thôi, nhưng mà không, nể luôn, chửi đúng, nói là đúng chứ không có phải là sai. Rất là nể chị Nhi nghiêm túc, chị Nhi nghiêm khắc thôi, chứ còn một ngày mà chị Nhi không nói gì tới Huê là rung rồi đó, là chuẩn bị uống gói ra đường. Huê bị hù đuổi chắc không trên dưới 10 lần rồi, khóc lóc miết. Chị Nhi đừng bỏ đuổi em, mà chị Nhi gì đuổi em nữa, em ngồi kia không ai dạy được em nữa, chị Nhi đừng có bỏ em. Suốt ngày xin cho chị kệ chị chửi em cũng được, mà đừng đuổi em nghe chị. Thi rồi em sao? Thi tới lượt em đó. Dạ, em không có sợ chị Nhi, là em sợ mình mắc lại những lỗi mà chị đã nhắc mình, làm khiến mình cẩn trọng hơn trước khi mình làm điều đó. Em để Nhi những kiến thức mà chị Nhi có được, khi mà ai hỏi hay là hỏi chị điều đó, chị đều có thể nói trả lời được hết. Em rất là để cái đó. Tụi em cũng sẽ được như vậy nếu như mà ngày nào tụi em chịu đầu tư và học kiên trì á em. Rồi Tuấn của chị, rồi xong tới Hoàng Anh. Em thì em thấy chị chửi không phải là ngành chửi, là mỗi lần mỗi câu chị chửi đều mang những kiến thức đó, ngoài tầm vũ trụ, ngoài tầm vượt tầm kiến thức của em. Để em bất nể chị Nhi, chứ không phải là mỗi người khác cứ chửi ăn oát, chứ làm mình cảm giác không muốn nghe, chứ không phải là sợ. Còn chị Nhi là mỗi lần chửi là chị Nhi chửi em tiếp đi, chị em tiếp đi, em khôn được cái gì thì em khôn cái đó. Giờ em bất nể chị Nhi. Hoàng Anh nói đi chị, để cho người ta tưởng đâu tao dí dao vô cổ tụi mày. Tưởng trong này rồi như địa ngục, tụi nó sợ chết. Dạ em cũng vậy, em cũng nể chị Nhi. Nói chung là có chửi mới có khôn. Này em cũng thương chị Nhi lắm, chửi đâu có sung sướng gì đâu mọi người. Mệt lắm chứ bộ. Kể cho tụi nó nghe coi lúc chị Nhi dịu dàng điều gì xảy ra Hoàng Anh. Chứ không tụi nó tưởng tao không bao giờ dịu dàng ở trong tim. Chị dịu dàng với lại cha của chị thôi. Mỗi lần tao dịu dàng tụi nó mỗi lần tao dịu dàng tụi nó không làm việc, khổ vậy đó. Tao dịu dàng cái chị Nhi hôm nay có ổn không vậy nữa. Rồi có con Thư Lê nó hỏi, bị chị Nhi chửi và khóc bao nhiêu lần rồi mấy anh chị? Rồi giơ tay đi, đếm cho nó nhanh. Trường khóc bao giờ chưa? Chị chửi như mèo thôi. Còn tâm sự với chị thì khóc thôi. Còn chửi thì mèo. Dạ. Rồi, con Nga. Cháu Nga thì nhiều quá đếm hết. Thôi, Nga chị trả lời được. Em không đếm nổi. Không đếm nổi. Em không đếm nổi. Rồi Danh. Danh chị chưa bao giờ thấy. Danh chị thấy một hai lần. Rồi. Nhưng mà không phải là bị chửi khóc. Danh không phải bị chửi khóc. Danh khóc tại Danh thương chị Nhi chứ không phải chửi. Dạ đúng chị. Vậy là em may mắn cũng chưa bị chị Nhi chửi. Chưa bị chị Nhi chửi. Anh Trường, anh Kiền đỡ hết rồi. Tao chửi anh Kiền ngoài, anh Kiền chúng chửi lại mày cho nên mày, anh Kiền ngoài đỡ hết cho mày rồi. Anh Kiền thương Danh lắm. Kiền còn thiện hình như chưa bao giờ, chị Nhi cũng chưa chửi Thiện. Chị Nhi khen Thiện không mà. Dạ. Tại vì Thiện nó thông minh lắm mấy đứa, chị Nhi dạy nó cắt video nó học nhanh lắm. Chị rất khoái mấy đứa mà học một lần á mà hiểu liền và làm liền. Tại vì chị không có nói mấy đứa chậm trong tim chị là nó không tốt nha, đừng có hiểu sai ý chị, nhưng mà mấy cái đứa Nhân Thi nó nói á, là trong tim của chị có cái slogan là em mà làm sai mà em không nói á thì em mới bị chửi. Chứ còn em không biết làm mà em hỏi, không ai chửi em hết. Em không biết làm em hỏi thì chị mới bày và những người khác mới bày được. Nhưng mà đa phần cái thói của người Việt Nam mình là không biết giấu dốt á, sĩ diện á. Trong tim của chị mà sĩ diện là bị ăn chửi. ngược ngạo vậy đó. Rồi, tới ai nữa? Rồi, Tuấn khóc bao giờ chưa? Em không có khóc vì chị đi chửi, mà em mới khóc đang đi ngồi định cái em nhớ lại bài học của chị Nhi cái em khóc. Trời ơi, tình cảm quá à. Mình em biết à, giờ nó mới nói chị Nhi cũng chưa bao giờ nghe luôn. Rồi Thùy. Anh Thùy có chưa bao giờ khóc. Em lì mà chị. Không phải khóc vì chửi, khóc sinh nhật. Má ơi, má khóc
không thấy mặt trời luôn, sinh nhật mấy anh chị chúc mừng sinh nhật xong khóc như mưa. Huê khóc chưa? Huê chắc lì chưa bao giờ khóc. Có chị Nhi, có lần chị Tâm, em khóc chị Tâm chứ không phải khóc chị Nhi. À khóc chị Tâm rồi, chị Tâm, chị Tâm cũng như chị Nhi vậy đó, version của chị Nhi. Rồi tiếp thay, thay hình như chưa, thay cũng chưa. Em khóc nhiều lần học với chị Nhi. Học thì không phải chửi rồi. Còn Hoàng Anh thôi, Hoàng Anh thì khỏi nói là con này không khóc đâu, con này hay trâu lắm, bò cạp mà khóc cứt gì, bò cạp tao biết rồi. Rồi có người hỏi, em muốn hỏi lý do vì sao mà anh chị tìm thấy chị Nhi ạ. À, hồi nãy biết con Thùy lý do rồi, biết Danh lý do rồi, hiện trường cũng biết lý do rồi. Nga chưa biết lý do tại sao em tìm được chị Nhi. À, video tỉnh thức của chị Nhi để em mang em đến với chị Nhi, và sau đó là em xem, em âm thầm lặng lẽ xem livestream, xem mấy cái video, em thấy là tại sao cái kiến thức nó hay như vậy mà cái kênh gì mà có 1000+ người vậy. Em thấy bức xúc quá nên em viết mail em gửi chị, em muốn giúp chị, em muốn giúp mọi người lan tỏa những cái kiến thức này cho nhiều người hơn nữa. Còn Thiện, chị cũng không biết làm sao, Thiện biết chị luôn. Em làm coi video của chị từ bên TikTok, là video chị dạy tại sao chị dạy miễn phí, và video chị muốn thay đổi với trẻ Việt Nam á. Xong em nghe vô một cái là em kiểu nó cái kiểu là chắc quan thứ sáu hay sao á chị, kiểu mình thấy đây là người kiểu có thể thay đổi luôn á, nên là em qua YouTube, em qua Facebook, qua tất cả em tìm, em học chị. Xong em thấy đăng như lê tim thì em vô em làm. Hồi đó em coi bao nhiêu video rồi em mới vô vậy? Chị cũng chưa có biết chuyện của Thiện sao nó vô. Chị thề đông quá chị không nhớ hết. Em chỉ có coi chưa tới, mới có 20+ ngày à. Mà tại vì em thấy mọi người đang cần kiểu edit video hay là Photoshop á, nên em xin vô giúp với mọi người thôi. Trời ơi, tấm lòng tốt bụng thấy không, mấy đứa em tim Nhi Lê là tấm lòng tốt bụng không à. Rồi Huê. Dạ em là video tỉnh thức luôn á chị Nhi. Lúc đó là em học năm 2 rồi, sướng quá rồi kiếm chị Nhi thôi chứ không gì. À, sướng quá là không có chuyện làm nên vô kiếm chị Nhi. Còn thi, thi là em coi chị Nhi là lúc nào? Dạ em coi, em không nhớ, nhưng mà lúc mà em coi lướt, em lướt TikTok thì em thấy chị Nhi, thấy đúng, nhưng mà chưa có thực sự là coi hết, chỉ thấy coi xong rồi lướt qua. Cái rồi cũng nhiều lần như vậy, cái vô tình một lần coi cái livestream, chị livestream trên Nhi Lê En á, cái em coi mà ngay đúng lúc chị giảng về cách dạy con, cái em thấy hay quá. Thì chưa có ai mà em thấy nói về cái cách dạy con nó hay vậy. Cái xong cái ngay khúc chị Nhi chửi là sao tụi bay thích coi livestream trên TikTok vậy, bên YouTube HD mà tụi bay cứ coi TikTok. Cái em đi qua YouTube em coi, em bấm like cái rồi tự đó là em coi hết luôn. Em bắt đầu coi theo dõi livestream, xong rồi em quay ngược lại từ livestream số 1 em coi đi, cái em coi các video nhỏ nữa. À, đó là lý do tại sao thầy biết đến chị Nhi. Rồi còn Tuấn. Em thì cũng qua TikTok, một ngày đẹp trời không nắng và gió em lướt TikTok, khi em thấy video của chị, em chỉ coi vài giây đầu thôi, em thấy chị chửi sướng quá, em vô Facebook em tìm, xem vô YouTube em tìm, em nghe, em cứ nghe, xong rồi em tham gia con mí, xong rồi thấy bên anh Huê đang tuyển người, cái cũng không suy nghĩ nhiều, vừa đại thì sau này ra được cái gì thì là cái em vô luôn. Trời ơi, vô ở cái giờ làm leader luôn, ông nội cha đó, vô đại mà hai người làm tới đâu luôn. Ở xong bị kẹt luôn. Rồi còn Hoàng Anh sao? Dạ em cũng lướt TikTok, xong rồi cái em cũng bỏ qua của chị, xong rồi cái lướt hòa xong chị xuất hiện hòa luôn, tràn ngập cái newsfeed của em luôn. Xong em mới tò mò không biết chị là ai, cái em vào tìm hết Facebook YouTube của chị, em coi rồi em đăng ký với anh Huy. Rồi
Câu này được rất là nhiều người hỏi, cho nên chị sẽ để nó lên là điều gì khiến mọi người quyết định đồng hành và ở lại với chị Nhi vậy? Nó có một câu na ná nữa như vậy luôn, đó là điều gì khiến mọi người gắn bó với chị Nhi? Tới mấy ba bốn người hỏi câu này luôn rồi. Trường, điều gì quyết định em gắn bó với chị vậy? Chị có ước mơ, chị có ước mơ giống đâu, chị có ước mơ hơn hơn cả em đó, nhưng mà nó cùng cùng con đường mà, nó cùng con đường nên em cũng muốn đi cùng con đường với chị. Với lại chỉ có cái khả, chỉ có cái gọi là cái khả năng gọi là, mà chỉ nhiều cái khả năng, chỉ có khả năng gọi là biết được người ta đang muốn tâm sự cái gì á. Chị bắt trước, bắt máy trước luôn, kinh khủng thật. Em vẫn thấy kinh cái đó như kiểu siêu lực lắm, mèo kinh quá. Cái đó là cái mà em thấy em có thể tâm sự với chị và đi cùng chị lại phải phiên dịch cho Trường. Đại loại ý Trường là tại sao chị Nhi có thể biết là em muốn tâm sự với chị Nhi mà chị Nhi có thể gọi điện cả trước khi em chuẩn bị cầm máy để em gọi cho chị Nhi, tức là nó cầm điện thoại rồi nó chuẩn bị bấm gọi chị Nhi, có chị Nhi chat có muốn nói chuyện không để chị Nhi gọi, cái đó kiểu nó mà lần nào cũng vậy hết. Chị Nhi là một người rất là nhạy cảm với lại team của mình, tức là miễn là em làm việc mà gần với chị Nhi. Và một cái mà chị Nhi xin lỗi những cái bạn mà trong team Nhi Lê nhiều nhất và chị mong là các bạn hiểu cho chị, đó là chị không thế nào và gần hết với 200 đứa tụi em được, mặc dù chị biết ở dưới tụi em là những cái leader khác lead tụi em, support tụi em, giúp tụi em. Chị rất là trân trọng và biết ơn điều đó. Chị dạy những cái bạn lead ở trên để cho người ta giúp lại cho tụi em ở dưới, thì những cái mà tụi em được trải nghiệm bây giờ nó là cái kết quả của chị lead họ và chị dạy họ cái cách đối xử với con người như thế nào và làm sao để support những cái bạn phía dưới. Cho nên là nếu như tụi em yêu thương chị và nếu như tụi em vẫn muốn tiếp tục làm cái điều mà chị đang làm và tụi em ở dưới và tụi em không có được gặp chị nhiều, thì chị rất là trân trọng là dù không được gặp chị nhiều tụi em vẫn support mỗi ngày, và cái đó là cái điều biết ơn của chị đối với tụi em. Rồi Nga, tới lượt em, điều gì làm cho mày ở lại lâu vậy? Thứ nhất là về cái xuất phát điểm, cái mục đích mà chị làm kênh YouTube, chị muốn dành cái này cho người Việt Nam, cho cộng đồng mà em chưa bao giờ em thấy ở ngoài kia có. Em cảm động và em muốn rớt nước mắt với cái hành động của chị. Càng học với chị thì em càng thấy là những cái kiến thức này thật sự cần thiết và cần, càng phải làm cho nhiều người, giúp được nhiều người biết đến cái kiến thức này để cho họ đỡ khổ hơn nữa. Em rất là trân trọng và biết ơn điều chị đang làm. Và cái quyết định để em đồng hành và vẫn còn ở lại với team Nhi Lê là một cái quyết định sáng suốt nhất. Dạ rồi. Giang. Cái quyết định mà em muốn đồng hành với team Nhi Lê, thứ nhất là về ước mơ của chị, chắc chắn là vì ước mơ của chị. Thứ hai là vì sự tử tế của mọi người trong này, hai điều lớn nhất. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Danh. Còn Thiện. Dạ em thì lúc đầu thì là em chỉ là kiểu có thời gian rảnh á, với lại em muốn thay đổi hơn á thì em vô, nhưng mà sau khi ở với chị Nhi á thì mới biết cái ước mơ của chị Nhi là giúp các bạn trẻ Việt Nam nhiều nhiều hơn nữa để xong rồi còn đồng hành thì đồng hành thì kiểu ở lâu bị dụ hả? Không, kiểu ở dịch ở lâu với chị Nhi thì muốn đi cùng với chị Nhi, giống như em không thể đem cái kiến thức này chia sẻ với mọi người á, em chỉ có thì em làm video rồi xong em đăng lên cho bạn mọi người coi chia sẻ với nhau, thì em nghĩ đó là cách để em có thể giúp mọi người ở ngoài kia với chị Nhi. Chính xác. Em không thể hiểu được là những cái hành động nhỏ của tụi em là giúp được các bạn ngoài kia nhiều đến chừng nào. Chị nói nghiêm túc luôn á, tại vì
mỗi đứa tụi em dành 2-3 tiếng mà đi chơi với gái, đi chơi với trai đó, và tụi em cắt cái video của chị đăng, mà mỗi lần như vậy cả 100.000 lượt người coi, đó chính là cái sự cống hiến của tụi em lại với cộng đồng rồi. Cho nên là phải tự hào về điều đó, chứ đừng nghĩ là mình không giúp gì hết. Chị rất là tự hào có mấy đứa. Còn ai nữa? Tới đâu rồi? Rồi Thùy, lý do tại sao còn muốn bu chị như vậy? Cái lúc đầu á, em vào em không biết chị Nhi là gì trơn, em nói thiệt. Tại vì lúc mà vào em chỉ mới coi có đúng một cái video TikTok của chị Nhi và em tìm chị thôi. Rồi khi mà bắt đầu em vào rồi á thì em mới coi, và sau những cái lần mà chị dạy á, em mới biết được là cái mục đích của chị muốn là gì, cái ước mơ của chị nó lớn lắm. Và chị cho em được những cái bài học á mà từ đó đến giờ em chưa bao giờ được trải nghiệm, và em muốn mang những cái gọi là cái thế mạnh của mình á cống hiến cho Nhi Lê, để cùng với Nhi Lê Team, cùng với tất cả các bạn mang cái giá trị đó lan tỏa đến tất cả mọi người. Nên là cái đó là cái lý do để em tiếp tục đồng hành. Tại vì cái cảm giác á, mà khi mà một cái đứa mà vô dụng như em ngày xưa mà bây giờ có thể là hướng dẫn lại cho những cái đứa em của mình, chỉ lại cho các bạn những cái mà em biết, chỉ cho các bạn những cái mà em giỏi, cái cảm giác nó sướng lắm chị. Nó như thế nào á không có tả được, nhưng mà nó sướng lắm. Hữu dụng. Em vẫn muốn sướng như vậy. Thùy mê sướng nghe mấy đứa, mấy anh để ý khúc này, Thùy mê sướng. Hoàng Anh, cái gì làm cho em vẫn muốn ở lại? Dạ thì cái điều đầu tiên á là khi mà em vào team á, em cảm nhận được là cái môi trường ở trong này nó khác ngoài kia rất là nhiều. Và cái giá trị mà chị cho tụi em, và cái giá trị chị có cho cơ hội cho tụi em được trao đi giá trị với đến nhiều người hơn nữa, là đặc biệt là khi ở trong này chỉ có chị là tin em thôi, còn có những người ngoài kia thì không có ai tin tụi em hết. Chị tin tất cả tụi em rất là giỏi, và chị biết là tụi em giỏi luôn chứ cũng không phải tin nữa, chỉ là tụi em không có cơ hội để tỏa sáng thôi. Bằng chứng nhìn cái kênh YouTube Nhi Lê đi, người ta đi vô người ta có tin được là 17, 18 tuổi, 15, 16 tuổi cắt video đăng lên không? Thằng Khôi 16 tuổi, Hạ 13 tuổi đó, thằng Thiện 17 tuổi. Tụi em có thể coi thường tụi nó, nhưng mà chị nói thẳng với tụi em là đây là những người anh hùng mà lặng lẽ phía sau lưng làm ra được những cái thành quả như ngày hôm nay cho tụi em coi á. Rồi thằng Huê tao không hỏi đâu, tao biết tại sao nó không bỏ tao rồi, khỏi thi. Thì ở đây có môi trường tích cực, thì cái môi trường rất là quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân. Và cái thứ hai là ở đây được học và trải nghiệm thực tế liền luôn, và cái đó giúp giúp em có kiến thức và kỹ năng. Thì em cũng nhớ cái câu chị nói là giúp mình trước khi giúp người khác, thì mình có kiến thức kỹ năng rồi mới có thể giúp người khác được. Đúng rồi đó. À nhân diện nói về đó, câu kế tiếp cũng là như vậy luôn. Các anh chị hãy nói về sự thay đổi của mình sau khi làm việc chung với chị Nhi đi ạ. Trường kể nó hơi nhiều chị, nhiều lắm luôn. Cái thứ nhất hả, cái tự tin hơn nè. Nhắn tin bớt nhạt hơn, học được nhiều kỹ năng hơn, kỹ năng cả trong lẫn ngoài, cái này nói nhỏ rồi đó. Có một cuộc sống ý nghĩa hơn, rồi cái đó cái em thích nhất ấy, cái em phê nhất ấy. Trước thấy cuộc sống nó nhàm chán, nó ngày nào cũng làm đi làm lại việc, còn giờ thì làm thêm mấy việc nữa. Nhưng mà nó có ý nghĩa. Dạ. Còn nhiều lắm, nhưng mà nhiều cho các bạn nữa. Thank you. Rồi Nga, em thay đổi gì nhiều khi mà em ở với chị Nhi hơn nửa năm qua? Cái mà em thấy thay đổi không là những người xung quanh em mới là những người thấy em thay đổi nhiều nhất. Còn bản thân em thì do em sống ở trong cái môi trường này thì như là cái cuộc sống, lối sống của em rồi, nên em không có nhận ra nhiều thay đổi lắm. Mà mỗi ngày em sống thì em lại cảm thấy nó ý nghĩa hơn, cảm thấy một ngày mình hạnh phúc hơn. Và một cái bằng chứng nữa là
ngày hôm nay em có mặt ở trên cái livestream này là một cái thay đổi cực kỳ lớn mà em nghĩ là em chưa từng nghĩ là em có thể làm được. Tại vì em là một người sống khép kín, em ít chia sẻ, thậm chí là không chia sẻ. Và hôm nay em có mặt ở đây thì em cũng cảm thấy biết ơn chị Nhi, biết ơn bản thân mình. Dạ hết rồi. Danh. Cái điều mà em cảm thấy em thay đổi nhất là em cảm thấy em hạnh phúc hơn. Hạnh phúc khi mà được giúp đỡ mọi người, hạnh phúc khi mà được sống là chính mình. Cảm ơn Danh. Thiện, em thay đổi gì? Dạ, em thay đổi là em dành được nhiều thời gian cho làm việc ở trên Lê Tim hơn. Tại hồi đó em dành mấy thời gian cho mấy việc vô bổ nhiều lắm. Mà giờ thì 24 giờ em dành trọn, có khi ăn ngủ ở trong đây luôn. Ăn ngủ ở trong đây luôn. Thương vậy. Còn chắc em hết rồi chứ. Ý nó thay đổi là nó làm việc chăm chỉ hơn, hết chơi game. Mấy đứa chơi game đi vô đây, tao bày cho tụi mày chơi game khác. Trong này chơi game này gái mê hơn nè. Cắt video là tụi nó anh Thiện, anh Danh, anh Kiên. Rồi tự nhiên nó sướng điên người. Đúng không thầy? Nói đi cho tụi nó nghe. Dạ đúng chị. Trời ơi, nghe chưa? Đàn ông nó thướng vậy thôi, tụi mày đừng có chơi game nữa, con gái nó không có thích đâu. Con gái nó thích đó. Con trai nó không thích đâu, con trai nó thích vậy đó. Thấy không? Vô đây làm mấy em thấy muscular, mấy em thấy nam tính hẳn. Rồi em học được cái gì, em thay đổi cái gì từ việc ở với chị Nhân Thùy? Thay đổi nhiều lắm, chắc tính không hết. Cái này nó cũng là một trong những cái mà em muốn quay một cái vlog sắp tới á chị, để em làm review luôn á. Nó cũng là một trong cái ý định của em á. Thì cái việc mà thay đổi ở đây á là nó thay đổi từ cả bên trong luôn, từ tính cách đến ngoại hình rồi này kia. Ngày xưa mà mọi người gặp em giống như là một cái đứa hông hồn vậy đó, không có phải là một cái con người mà được cái gọi là cái bề ngoài như hiện tại. Và cái mà em thấy đó là em được sống là chính mình, em được cống hiến, em được cho đi nhiều hơn, và em học được cách cho đi nhiều hơn. Ngày xưa em ích kỷ. Con này nó kiết lắm. Nó vô là cho em thôi, kiếm tiền cho em cái gì cũng em hết. Xong rồi chị Nhi chửi miết à. Giờ là cho mọi cảm người. Cảm ơn thầy. Giờ là cho mọi người, cho mọi người em mới hạnh phúc được. Em cho em không hạnh phúc được. Huê, em sao, thay đổi được gì? Dạ hôm qua em đi chụp hình đăng hình đó chị Nhi, em coi lại cái hình cũ á, ôi nó khác một trời luôn. Em nhìn không ra luôn, nó thay đổi nhiều thứ, thay đổi về cái suy nghĩ, cái mindset của em, rồi thay đổi về cái ngoại hình, thay đổi cách nghĩ bạn bè, rồi mọi thứ trong đây như là cái lối sống của em luôn, rồi mọi người trong đây như là nhà luôn vậy đó. Không còn là cái công việc mà nó gọi là cái lối sống hàng ngày trong đây của em luôn. Rồi còn Hoàng Anh. Dạ. Nhiều lắm, kể không hết đâu chị Nhi ơi. Nhiều quá kể không hết thiệt á. Rồi. Nhiều câu hỏi quá. Team của chị Nhi hôm nay sẽ không trả lời hết được, nên chúng ta sẽ dời nó qua một buổi livestream khác. Để kết thúc cái buổi hôm nay, chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi khác gọi là What you have never have I ever, tức là nói về cái chuyện là bạn đã từng làm một cái gì đó chưa, hiểu không? Rồi cách trả lời rất là đơn giản. Nếu như mà em đã từng có làm cái chuyện đó rồi thì em giơ thumbs up lên, còn nếu như em chưa từng làm thì em thumbs down. Được chưa? Rồi em chưa có làm, em làm rồi. Em chưa có làm, em làm rồi. Được chưa? Rồi còn những cái bạn mà sau khi
nghe tâm sự nho nhỏ của mấy anh chị này và muốn vô á thì cứ đăng ký đi, cứ vô đi, tụi nó dạy cho tụi mày hết, đừng lo nghe. Rồi, ủa sao cái này nó vẫn nhảy lên. Rồi, câu đầu tiên, never have I ever miss a flight. Miss a flight có nghĩa là em đã từng đi trễ chuyến bay bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Giỏi. Tức là tụi mày tôn trọng giờ giấc. Được rồi. Never have I ever drunk and call to my ex. Có nghĩa là mày đã bao giờ xỉn xong rồi mày gọi nhầm vô số điện thoại bồ cũ mày bao giờ chưa? Câu này chết. Tao bảo đảm danh chắc có. Tao biết Kim Ngư tao kẹo má. Kim Ngư là cái này dính chết mẹ rồi. Gọi lộn số. Sáng ngày Kim Ngư kẹo chết mẹ. Sao tối qua mình gọi nó vậy? Rồi tiếp. Never have I ever rode a motorbike. Có nghĩa là lái xe máy. Chị nghĩ tất cả tụi em đều lái rồi. Người Việt Nam mà. Phải không? À, rồi câu kế tiếp. Never have I ever gone skinny dipping. Tức là đi gọi là dipping là cái từ gì ta? Thôi từ này chị Nhi không hiểu, bỏ qua đi. Never have I ever cheating on someone. Tức là mày đi ngoại tình hay mày đi lừa người ta, hay đại loại như mày đang có bồ xong mày đi ân người khác lén phán. Có hay chưa? Chưa. Chưa. Con Thi có rồi kìa. Con Thi có rồi kìa. Thằng Trường có rồi kìa. Trời đất ơi. Thấy chưa, tụi mày, tụi nó quá khứ cũng huy hoàng lắm nghe không? Rồi, có rồi nghe chưa? Rồi người kế tiếp. Cái kế tiếp. Never have I ever broke a bone. Tức là bị gãy xương. Đứa nào trong số tụi em từng bị gãy xương? Nga bị rồi. Ồ, có mình em bị hả Nga? Tại chị cũng chưa bao giờ bị. Chị chưa bao giờ bị luôn. Rồi, có mình Nga bị. Còn tất cả còn lại chưa có đứa nào bị gãy xương hết. Never have I ever been on TV. Tức là em đã bao giờ được lên trên TV bao giờ chưa? Ủa, Danh được lên TV hồi nào vậy? Thùy được lên TV hồi nào vậy? Trường nữa. Sao tao không hề biết tụi mày được lên TV? Ê, lên kênh chị Nhi không phải là lên TV nghe mày. Lên kênh chị Nhi là lên YouTube mấy bà mấy má. Không, hồi đó là em đi thi hát á chị. Đi hát thành phố á, đi thi hát với trường á, em được lên TV. Ừ. Trời ơi, thầy được lên TV rồi đó mấy đứa. Danh hồi đó em lên TV gì vậy? Chị Nhi cũng lên TV đài truyền hình Quảng Nam mấy lần rồi. Em được lên kể 1-2 giây chí đợt thi tốt nghiệp á chị. À, tự hào được lên 1-2 giây, được. Trường em lên khúc nào vậy Trường? Ôi, em không nghĩ là lên VTV, em không nghĩ, em tưởng lên YouTube rồi, xong rồi mở TV đấy, mở kênh YouTube mình đấy. Mày đi ra, cái thằng này không hiểu vấn đề. Đi ra. Sorry. Rồi, never have I ever broke up with someone. Tức là em là cái người nói chia tay với một ai đó. Tụi mày có phải là cái đứa đi nói lời chia tay không? Không thì là chắc chắn có rồi, bọ cạp thấy không? Cái gương mặt bọ cạp là nhìn lên. Rồi Kim Ngưu cũng có luôn. Rồi một Bằng Tuấn cũng có luôn. Chết già mấy em. Mấy em ưng mà mấy em lén phán mấy anh này. Mấy anh này chia tay nghe. Rồi never have I, Trường tắt tiếng. Never have I ever got serious hangover. Tức là em đã bao giờ xỉn mà xỉn thậm tệ, xỉn mà lăn lóc á, xỉn tới độ mà không biết trời trăng mây gió. Tụi mày đã bao giờ xỉn tới như vậy? Dân Thùy rồi, Thằng Thiện rồi, Danh rồi, Nga rồi, Trường rồi. Trời ơi, Tuấn kìa mấy đứa. Người đàn ông lý tưởng kìa, hiền hậu kìa. Còn mấy đứa top trên là thứ dữ hết rồi nghe. Trời ơi, mấy đứa cũng được comment luôn. Tụi mày cũng được comment luôn. Thumbs up, thumbs down nghe. Rồi, mấy đứa fan hâm mộ của chị, tụi mày cũng được chơi chung luôn. Tiếp. Never have I ever fell asleep in public. Tức là em ngủ sau khi em xỉn ở ngoài đường. Trong đóng mày ai ngủ ngoài đường sau khi xỉn? Chưa, thì về tới nhà. Ok, diệt. Thì ngủ ngoài đường đâu, trời ơi. Admin của tao lầy lội quá. Trời ơi, tiếp. Never have I ever won the lottery. Tức là trúng vé số. Trong số tụi mày đứa nào từng trúng vé số rồi? Chưa có ai trúng hết. Thầy trúng rồi. Ủa, trúng rồi hả? Ba đứa
Huê, Hoàng Anh với Thì, Thì trúng nhiêu tiền vậy? Trúng nhiêu tiền vậy? À, một đợt là trúng việc nó được mấy chục ngàn á, với một đợt là mua với ba em trúng được mấy triệu á. Hồi đó hình như là lúc đó em 12 tuổi. Em lựa số cho kèo luôn. Rồi Hoàng Anh, em trúng nhiêu tiền vậy? Dạ em trúng 200 ngàn. Hôm đó em mua giùm thôi. Xong rồi các bạn em thấy sao mà mày nhiều vé số quá, nó dò giùm em. Trời ơi trúng 200 ngàn. Huê, Huê mày trúng bao nhiêu? Trúng hình như em nhớ là 10 triệu lần đó chị Nhi. Trời ơi má thằng này nó xong không những nó đẻ ra được Silver Spoon, xong rồi còn được trúng số nữa. Trời ơi. Đi ra thôi. Người đàn ông may mắn nhất độ. Thằng này nó đẻ ra từ nhỏ lớn kiểu sướng trong bọc, sướng ra. Rồi, never have I ever laughed so hard until I pee in the pen. Tức là mày đã từng cười cho tới mức mà mày đái trong quần. Tổng số tụi mày có rồi. Ui, có, Thì có. Thì có. Trời ơi, thật là nhùng nha. Rồi, rồi tao thấy rồi đó. Tao thấy rồi đó. Có gì đâu, tao cũng từng vậy rồi. Tao từng hồi mà chị có bầu á em, tại vì có bầu cái thận của em á nó bị đè xuống dưới, mày cười phát nào nó cũng đái hết á. Tụi mày có bầu nên tụi mày sẽ biết. Rồi, never have I ever never shower in 2 days. Là trong số tụi mày ai đã từng không tắm 2 ngày? Giơ tay lên. Trời ơi, thằng Huê ở dơ vậy mày. Trời ơi, con Nga mày ở dơ vậy. Danh mày ở dơ vậy. Trường mày ở dơ vậy. Thiện mày ở dơ vậy. Tuấn. Trời ơi, sao tụi mày ở dơ vậy. Trời ơi. Trời ơi, má tim tao nó ở dơ dễ sợ. Rồi, never have I ever got a tattoo. Tức là có cái hình xăm. Trong số tụi em ai là người có hình xăm? Không ai có hết à? À có, Danh có, Thì có, chị Nhi cũng có. Chị Nhi có cái hình xăm. Tên của Eva với ngày tháng năm sinh của Eva. Rồi, never have I ever had threesome. Threesome tức là làm tình mà làm ba người cùng một lúc á, chứ không phải là làm một người với một người. Trong số tụi mày có ai làm tình mà một lúc ba người chưa? Ồ chưa à? Ồ, tất cả mọi người đều rất ngoan và hiền. Khi nào có nhớ nói cho chị biết cảm xúc lúc đó làm sao với nha. Rồi, never have I ever sleep naked. Tức là mày đã bao giờ đi ngủ mà không mặc đồ chưa? Trong số tụi mày có ai đi ngủ mà không mặc đồ? Thì có, Ê có, Tiền có, Danh có, Nga có, Trường có. Ok. Rồi tức là tụi nó có đi ngủ mà không có mặc đồ rồi. Rồi, never have I ever attempt to diet. Tức là từng nhịn đói để mà giảm cân á. Tôi đã từng nhịn đói để giảm cân á. Có, thật Trường có nhịn đói giảm cân, Nga có, Huê có, Hoàng Anh có, Thùy có. Trời ơi, thiệt là ngu phải không? Danh nó nhìn mặt tụi mày kiểu má mấy người này ngu vậy, mắc mớ gì, đi vô gặp chị Nhi là giảm cân được liền. Rồi, never have I ever ghosted someone. Tức là tụi em đã từng kiểu như không có nói lời chia tay mà tự nhiên biến mất, không trả lời tin nhắn chat của người ta, hiểu không? Kiểu đi hẹn hò bữa về xong cái biến mất luôn á. Danh mặt làm lũi. Trường cũng vấn dạy luôn. Thì con quỷ, trời con quỷ, thì cái gì cũng có. Hoàng Anh có luôn. Trời, con Nga có luôn hả? Trời ơi má, tụi mày thấy chưa, nhìn mấy cái gương mặt này thông thường vậy chứ không phải dù vậy đâu. Rồi câu cuối cùng, never have I ever fall in love first. Tức là em là người mà yêu, fall in love đầu tiên, tức là em yêu người khác trước chứ không phải người ta yêu em. Huê có, Thì có, Tuấn có, Thi có, Thiện có, Trường có, Danh có luôn, Nga chưa có yêu ai hết, con quỷ. Hoàng Anh có luôn. Vậy là Nga là người duy nhất nha mấy đứa, đã ế rồi còn không có bồ, rồi chưa có yêu ai. Rồi mấy anh, tiêu chuẩn của Nga hồi nãy Nga nói rồi đó, đặc biệt là phải mê chị Nhi nghe thì mới được đi vô đây nha. Rồi,
mấy đứa có muốn nói lời cuối gì đối với người coi không, bởi vì chúng ta đã livestream 2 tiếng đồng hồ rồi đó, chúng ta muốn trả lời nhiều hơn những cái câu hỏi của các bạn khác. Và à, mấy đứa đừng quên thả comment ở dưới nếu tụi em thích cái kiểu như vậy, lần sau chị lại đem lên mấy cái admin khác của chị, mấy cái leader khác của chị hoặc là mấy bạn trong Nhi Lê team khác, và chúng ta sẽ xào nấu và nướng họ ở trên này như là cái cách chị Nhi làm ngày hôm nay. Mấy đứa enjoy không, mấy đứa Trường thích không, what you feel like saying, có thích tối nay không? Thích, trời ơi, thích lắm. Em thích nhất là như vậy nào, phải em rất là thích. Nga, đấy. What you feel like saying? Em cũng thích ngày hôm nay, sau ngày hôm nay em hiểu hơn được nhiều người ở trong team. Danh, what you feel like saying? Ngày hôm nay thú vị chị. Perfect, em cũng thích cái tone cứ lên xuống. Các bạn nhớ like, share, subscribe nhé. À, nhớ like, share, subscribe nha, like nha. Chỉ có like thôi thiện. What you feel like saying? Hôm nay của em vui lắm chị, hôm nay được lên đây live cùng với chị với nói chuyện với các bạn và mọi người ở Nhi Lê team với cộng đồng Nhi Lê, vui lắm, cảm giác khó tả. Cảm ơn thiện. Thôi, what you feel like saying? Vui chị, stress, nói chung là vui lắm. Em tưởng áp lực chị nhưng mà hóa ra nó không có áp lực mấy, nó cũng vui mà. Trời ơi, thì tao đã nói với mày như là Zoom họp bình thường mà, áp lực gì? Bình thường mà, mình họp bình thường cũng vậy mà, có khác gì đâu, không khác gì hết á. Ôi, what you feel like seeing? Dạ vui á chị, em không nghĩ là em lên YouTube được. cuối cùng cũng lên YouTube. Không được lên YouTube. Là dạ, do con Trân Mai Ma nó rớt mạng mày mới được vô nghe không? Rồi, Trân Mai Ma, số sau có em nghe Trân Mai Ma. Số sau chị đem em vô lại đề nghị kiểm tra internet nghe chứ đừng có rớt như hôm nay. Rồi, tới ai nữa? Thi, what you feel like saying em? Dạ, lên đây được gặp mọi người, chị Nhi được gặp năng lượng. Cảm ơn Thi. À, vui. Tấn, what you feel like saying? Em thích trò chơi như vậy, chỉ cần yes no thôi mọi người có thể hiểu được mình đang nghĩ gì. Yes no mọi người hiểu mình. Ok, tụi mày thích rồi đó, lần sau tôi cho tụi mày trêu trò đó. Em chỉ cần lên mạng em search cái chờ từ là never have I ever là nó đưa cho em cả mấy chục ngàn câu hỏi luôn á, nhiều lắm, trả lời mấy ngày mấy đêm hết nữa, nhiều câu hài hước lắm. Bởi vậy tao thích tiếng Anh là vậy á, tại tiếng Anh nó có mấy cái vui như vậy á. Rồi, Trân cọc kìa, Trân buồn lắm. Trân đáng lẽ được lên đây, được xâm tụ hôm nay. Trân bị rớt ra, Trân đau lòng. Rồi, với thường lệ đừng có quên like, share và subscribe, ủng hộ cho những cái gương mặt trẻ tuổi, dễ thương, đáng yêu, nhiệt tình, đầy muối, rất mặn. Từ Bắc trong Nam có hết. Lần sau Nhi sẽ đem những cái bạn phía Bắc nữa. Trong team Nhi có mấy bạn phía Bắc, rồi có người Huế, rồi có người Trung, có người Nam, có người ở nước ngoài, có người đi ngoài ra nước, nhiều lắm, không thiếu ai hết. Nhưng mà trong này chỉ có một và một cái tinh thần duy nhất, gọi là yêu thương nhau, giúp đỡ nhau và chăm sóc nhau. Ở đây không cần biết ở ngoài kia bạn mang cái danh gì ở xã hội. Ở trong team Nhi Lê không cần biết ngoài kia bạn là ông to bà lớn, chức vụ như thế nào, đi vô đây chỉ có một và một cái tinh thần duy nhất là tinh thần Nhi Lê team, tức là tất cả mọi người đều là con người, và là con người chúng ta phải yêu thương và chăm sóc và quan tâm lẫn nhau, đúng không mọi người? Rồi, thay mặt cho Nhi Lê team, thay mặt hơn 200 bạn nữa ở phía sau hậu trường mà không thấy ngồi được lên cái phòng Zoom này ngày hôm nay, Nhi gửi đến tất cả người coi của Nhi Lê một cái đêm Giáng sinh an lành. Cái thời gian dành cho gia đình của bạn, những cái thời điểm ấm áp ấm cúng như vậy, đừng có quên coi kênh Nhi Lê để mà nạp thêm năng lượng cho các bạn. Và những cái bạn mê mấy anh trai xinh gái đẹp này rồi, thấy nói chuyện có duyên quá thì đó, đi vô team Nhi Lê làm việc đi. Cái lời mời của Nhi cho các bạn đi vô đây không phải là để cho các bạn cảm thấy sợ hãi hay là đi vô đây tại sao chị Nhi cứ phải kêu mọi người vô nhiều vậy, tại vì cái sự thay đổi của những bạn trẻ này chính là cái câu trả lời mà Nhi muốn các bạn tự nhìn thấy. Nhi không có cần trả lời giùm cho họ, họ có cái câu trả lời của họ. Nếu như bạn cũng đang tìm kiếm một cái nơi mà tất cả mọi người tích cực này, giúp đỡ bạn này, chia sẻ này, ai giỏi cái gì dạy cái đó lẫn nhau, ai giỏi cái gì thì chăm sóc lẫn nhau, thì đây là cái cơ hội cho bạn.
tại vì càng lúc nó càng đông rồi, đông quá thì cũng không có support được hết, cho nên là support được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đó mấy đứa, cho nên là mọi người nhớ nhào vô nha. Rồi bye bye cả nhà, hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ hai tuần sau. Bye bye mấy đứa, mấy đứa bye 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 b